Phải bấm record trước chứ để hồi này quên. Có mấy lớp vô nói đã nửa tiếng sau mới nhớ nên chưa bấm record. Xong rồi cái mấy ông hỏi record đâu, cái rồi cái lúc đó chả phải Chắc nói. là lỗi là định mệnh thôi. Mà cái record là hay quên lắm. Rồi nguyện nguyện cũng vậy mà. Bạn Nguyễn Hoàng Tân là mình mới gửi cái mật khẩu mới qua bên Facebook cá nhân của bạn đó. Bạn Nguyễn Hoàng Tân nha. Mua host ở trang nào? Mua host trang nào thì bữa sau nói ha, bữa sau nói nhiều nhiều hơn về cái vụ mà hosting này nó có nhiều cái thú vị lắm. Nó Duy nói là ngày mai sẽ nói về hot tin đó bạn. Ngày mốt chứ. Mốt à? À À mốt. quên mốt. Quên học buổi cách buổi mà. Reno. Hoặc là bữa nay mà đăng ký khó quá thì bỏ ra 30 mấy, 32.900 đồng mua tên miền chấm xyz á. Xài một năm cũng ok mà. Đúng rồi. Tên Đó miền chấm là xyz cái đó là rẻ rẻ nhất rồi. rẻ nhất luôn, xyz. Còn tên miền chấm site hay là store hình như là 49.000. Bạn Caroline Nguyễn có nói là em mua domain với hosting cho nên chip ban đầu mất 8 đô. Đúng rồi, thường là mấy bên nước ngoài đó nó kiểu như là nó có sẵn cái sản phẩm đầu phễu của nó, để nó dùng sản phẩm chính làm sản phẩm phễu luôn ha, nhưng mà nó sẽ giảm cái giá thành xuống. Thường nó sẽ ví dụ như GoDaddy thì cái tên miền nó đâu đó lâu có nhiều đợt nó có chỉ có 0,99 đô thôi, tức là tương đương 1 đô một cái tên miền 1 năm đi kèm host luôn đó. Các bạn thấy là nó chỉ có 23.500, nó quá rẻ rồi. À, sau nó qua năm 2 cái Đúng nó rồi. chạc một phát cái là muốn bỏ chạy luôn. Bình thường giảm sau năm đầu, nhiều Đúng khi rồi. như Black Friday nè giảm tới 70-80%, nhiều khi tới 90% vào năm Đó. đầu, cái năm sau chặt phí rất là cao. Đó. Mà nhiều lúc mấy bạn mà để auto á, để auto renew cái À, nó nó chạc thẻ renew vô luôn. thẳng luôn. Nó chạc thẳng vô thẻ luôn là không đỡ kịp đâu. À, nhiều nhưng mà nhiều nhiều bạn làm kỹ thuật thì các bạn do có sở hữu nhiều domain thì bạn hay dùng mấy cái deal coupon này nọ mua ở các cái trang như Namecheap, GoDaddy đó, rồi xong cái mình chuyển về những nơi khác gia hạn cho nó rẻ thì đó cũng là một cách. Nhưng mà dân kỹ thuật hay là dân đầu cơ thì mới có thời gian ngồi mò mò mấy cái đó, còn mình có một hai cái web thôi thì mình cứ mua đại cho nó. Mua đại ở Việt Nam cho nó nhanh. À, trên là chỉ vài chục ngàn thôi chứ nó cũng không có nhiều lắm. Dạy tiktok.com bị bạn tiktok bắt hủy. Đúng rồi, tiktok hắn không cho xài tiktok, cái tên miền có chữ tiktok là hắn bắt hủy hết, hắn không cho lên quảng cáo. Bluehost mình thấy cũng ổn, ở mức ổn thôi. Ồ. Bạn Gia Linh nói là trang Freenom năm nay không vào được. Để mình vào thử coi nha. Thấy quay vòng vòng người ta. Rồi, thấy 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 ghê rồi đó. Em mới chất lại vô được rồi thầy. À, bên anh vẫn chưa vào được nè. Nhưng mà nó hơi chậm. Nó hơi chậm đúng Hồi không? nãy Chậm. dạ hồi nãy thì nó không có vô được nhưng mà bây giờ thì vô được rồi ạ. À. Nguyễn Tường Giang nói là đang bị server error. Ở tối hôm qua nó có bị lỗi 502, bị lỗi server. Lúc đó đang đang check cái vụ trỏ tên miền demo hôm nay nè. À, hôm qua nó bị lỗi, tưởng hôm nay nó hết rồi, bây giờ nó vẫn còn quay. À, các bạn vào tranh thủ truy cập freenom trước đi ha, freenom.com trước đi. Không đổi DNS, DNS thử qua Google thử ok. Đang dùng DNS của Google nè. À, nó đang báo lỗi là server error. Để vô thử. Hồi hồi năm 2011 á, là cũng cũng F5 đăng lại ký được à? Freenode này đấy. Giờ này thì hết xài cái này rồi. À, cái thằng này nó hơi chọc tí, là nó đăng ký mà phải theo cái
cái bước từ phải từ biết, từ đúng phải rồi, biết phải cách biết mới đăng đăng ký ký, được. chứ còn do đăng ký hay bị lỗi technical error giống như bạn trong lớp mình á, lần trước á, không có follow cái bước của mình hướng dẫn á, bạn đăng ký theo cái quán tính của mình á là hay bị cái lỗi technical error lắm. Vương An Nguyễn là buồn quá đi. Vương Nguyễn An buổi một đi chích ngừa quên tham gia buổi một. Ồ, buổi một mình có video record đăng ở trên group mà, mình coi lại ha. Đúng rồi, hôm nay sẽ ôn lại buổi một chút xíu. À, thường là các buổi là mình sẽ ôn lại cái buổi trước tầm khoảng 10 phút đó, rồi mình mới đi qua cái buổi buổi chính của buổi hôm nay. Thôi bây giờ mình cũng vô rồi ha. Tới giờ rồi. À, Dạ, mình thì mình yeah, dạ. Bị năm 502 nào rồi. enter lại cái là được á. Này Dạ. này nó lạ lùng lắm, mình mới enter thấy vô được. Rồi. Enter lại vô lại được rồi đó. Là bí thuật á. Nói chung là nhân phẩm đó mọi người. Thôi tắt mic cho thầy dạy Ok. tiếp đã. Rồi. Mình thì có cái nguyên tắc riêng của mình là đúng giờ là mình bắt đầu ha, không có chờ đợi ai hết á. Các bạn vào trễ các bạn ráng chịu. Sorry các bạn ha. Rồi, để mình lướt qua coi có cái câu hỏi nào nó cấp bách ở đây không. Rồi mấy câu hỏi của các bạn về tên miền hosting á, thì là hôm nay mình sẽ học sâu về tên miền, buổi sau mình sẽ học sâu về hosting. Rồi, cho nên là cứ yên tâm ha. Từng cái nội dung mình sẽ lướt, mình sẽ đi qua từng cái ha. Chứ mình không có nói lướt qua đâu. Cái nào ví dụ như tên miền là mình sẽ nói sâu về tên miền, hosting sẽ nói sâu về hosting, tại mỗi cái nó có những cái rất là nhỏ nhặt thôi, nó có những cái những cái tiêu chí nó nhỏ nhặt lắm mà các bạn phải phải nắm. À, chứ mình đừng có lướt qua những cái đó thì nó sẽ bị hỏng cái kiến thức của mình. Bây giờ để mình share cái màn hình cái đã. Rồi bạn nào thấy màn hình thì comment số 1 ha. À, có nhiều bạn inbox chưa kịp trả lời luôn. À, ok. Nào thấy màn hình thì comment số 1 nha. Đang kiếm cái cách ẩn cái này đi. Bình thường mình xài Google Meet mình quen rồi. Zoom mình lâu lâu mới xài. Tại Google Meet đó, nó bị giới hạn cái user, nâng cấp lên cái user cái chi phí chạc nó cao quá. Sẵn tiện anh Đức anh có cái tài khoản Zoom 500 user rồi. Đó, cho nên mình dùng luôn. À, cho nên nó hơi khó khó xài chút xíu. Hai floating meeting control đúng không? Rồi ok. Hai rồi bây giờ làm sao bật lại ta? Rê chục vào chỗ đó lại cái lần sẽ nổi lên lại. Bấm SC là được anh. À, hay quá. Được rồi, ok. Giờ auto hay rồi. Rồi, Đưa ra ngoài cái lần hai. hai nó đi cho nó full screen, nó nhìn cho nó đỡ bị che ra, che mất cái slide. Control alternate shift H đúng không? Rồi, control alternate shift H. Rồi, ok. Ủa nó tự hai luôn rồi hả? Rồi. Các bạn tắt mic giùm mình nha. Nay chúng ta qua buổi 2. Ôn lại buổi 1 chút xíu nha các bạn. Rồi. Máy này khỏi đi. Buổi 1 thì hướng dẫn các bạn đăng ký cái tên miền miễn phí .tk để thực hành rồi. Cái khúc cuối của cái video record buổi hôm trước á, khoảng 20 phút cuối á, thì các bạn bạn nào chưa coi thì các bạn coi lại cái chỗ đó ha. Nếu như hôm nay là buổi đầu tiên các bạn học nè, thì các bạn coi lại cái video buổi trước ở trên cái post trên group đó mình có một cái post hướng dẫn các bạn là vào coi lại cái record đây.
cái post này các bạn chỉ cần vào trong cái group của mình á, kéo chuột xuống dưới là chúng ta sẽ thấy. Rồi các bạn đăng ký cho bằng được cái tên miền .tk nha. Còn nếu mà không không đăng ký được thì các bạn phải phải mua tên miền thì chúng ta mới thực hành được nha, chứ không có tên miền chúng ta sẽ không làm được. Rồi đó, sau khi đăng ký tên miền xong thì các bạn sẽ vào cái link post này, cũng trên group này luôn. Các bạn lướt xuống các bạn sẽ thấy có một cái post để mà đăng ký cái hosting để thực hành. Thì cái hosting này nó 2 tháng, host Việt Nam ha. Rồi mình đã tạo hosting cho hết các bạn trong cái buổi trước rồi, thì có một số bạn vào sau á, các bạn có comment một vài cái mình chưa kịp tạo á, thì sau cái buổi này mình tiếp tiếp tục mình tạo ha. Đây nè, bạn Trung Nguyên mới vào sau nè, chưa kịp tạo nha. À với lại có một cái nữa là Facebook nó đang khóa cái comment của mình, do là mình đi reply các bạn nhiều quá, bạn nào mình cũng đơn 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 hết đó, cho nên là nó khóa cái comment của mình rồi. Thì mình tạo xong mình bấm like hoặc là mình thả tim á, là các bạn tự động các bạn hiểu là mình đã tạo cho bạn rồi ha, chứ bây giờ comment không được. Chỉ có boss được thôi chứ comment không được. May là nó chưa khóa luôn cái đăng status đó, chứ khóa status là mệt mỏi nữa. Rồi mình đã học về tổng quan về WordPress rồi. WordPress nó là cái gì? Nó là cái phần mềm mã nguồn mở ha, open source software, và nó viết bằng cái ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu là MySQL. Có nhiều bạn đọc là MySQL, nó cũng là MySQL, cũng là nó luôn ha. Rồi phiên bản đầu tiên của WordPress nó được ra đời vào ngày 27 tháng 5 năm 2003, và mình rất là nhớ cái ngày này ha, tại vì slide nào mình cũng nói về cái ngày này, bây giờ kiểu như là giống như là mình nhớ, kiểu như nhớ ngày sinh nhật luôn, 27 tháng 5 năm 2003. Và nó là một cái CMS, Content Management System. Có 7 cái lý do mà tại sao chúng ta nên chọn WordPress. Ở bên ngoài nó có nhiều cái mã nguồn khác nhau, ví dụ như là OpenCAD nè, Moodle nè, Magento nè. Thằng Magento các bạn cũng có thể dùng để làm web bán hàng, nhưng mà Hello. nó là enterprise cho nên nó hơi khó xài. Alo, ai đó? Mọi người nói anh là mọi người muốn để full màn hình cho gió rộng cho nó dễ nhìn anh. Ok. Dạ, vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi rồi. Các bạn thấy rõ không? Rồi. Mình Rồi. đang để full ha. Nãy mình nói cho tới cái đoạn là Magento, các bạn cũng có thể là nghiên cứu để mà làm một cái website bán hàng. Nhưng mà Magento thì dùng cho enterprise thì nó sẽ phù hợp hơn, tức là dùng cho doanh nghiệp mà kiểu như doanh nghiệp tầm trung trở lên á. Nó hơi khó sử dụng đối với người dùng cuối ha. Đối với Magento thì các bạn phải có team kỹ thuật, phải có đội ngũ lập trình để mà quản trị được cái Magento, và cũng phải code thêm rất là nhiều. Rõ rồi đúng không? Các bạn cứ đừng có out ra nha. Ở trong Zoom một hồi, nó lát nữa nó sẽ rõ thôi. Nó đang điều chỉnh cái chất lượng hình ảnh ở trong Zoom á, mình đừng có out ra nha. Rồi lý do đầu tiên đó là chúng ta cực kỳ dễ sử dụng. WordPress nó cực kỳ dễ sử dụng cho cái người dùng cuối, end user, tức là bản thân chúng ta nè. Cái thứ hai là cộng đồng hỗ trợ rất là đông ở Việt Nam và cả trên thế giới luôn. Ở Việt Nam thì mình thấy là cái chuyện là tổ chức một cái event giống như là cái WFC như thế này nó cũng còn khá là ít, nhưng mà ở trên thế giới nó tổ chức rất là nhiều, nó tổ chức offline rất là nhiều, quy mô cũng cũng đông và có truyền thông rất là rầm rộ ha. Các bạn thường xuyên các bạn lên các cái trang mà WordPress Meetup ở trên thế giới, mỗi cái quốc gia nó đều có những cái Meetup riêng của nó. Đó, nó rất là đông, hoặc là các cái WordPress Conference, tức là những cái hội nghị về WordPress. Kiểu như là hội nghị về ngành công nghệ thông tin, ngành marketing gì đó, thì WordPress nó cũng có những cái WordPress conference riêng của nó ha. Rồi cái thứ ba là rất nhiều cái giao diện WordPress chuyên nghiệp miễn phí. Như lần trước mình có demo là các bạn vào cái trang wordpress.org, chúng ta bấm vào cái menu là thêm á, thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái giao diện free ở trên đó.
Rồi, plugin nó cũng rất là nhiều và đa dạng ha. Nó có nhiều cái nhóm plugin, có nhóm về plugin bảo mật nè, nhóm về plugin SEO nè, plugin về tối ưu hóa hình ảnh này nọ cái kiểu nè. Rồi, plugin về thiết kế giao diện vân vân. Nó có rất là nhiều cái nhóm, nó sẽ những cái plugin này nó sẽ phân nhóm để mà chúng ta dễ dàng chúng ta tìm khi mà chúng ta có cái nhu cầu nào đó. Rồi, các bạn thấy là cũng có nhiều lập trình viên Việt Nam hay chúng ta gọi là WordPress developer phát triển những cái theme và những cái plugin mà bán ở trên thế giới, đặc biệt là trên các cái chợ như là ThemeForest đó. Hoặc là ở Việt Nam thì các bạn thấy là các bạn Google thì nhiều khi các bạn sẽ thấy một vài cái tên tuổi nổi bật, ví dụ như là anh Lê Văn Toản nè, hoặc là Juse App đúng không? Đó, các bạn Google các bạn sẽ thấy. Rồi có anh thapham.com. Anh thapham.com thì anh không có làm product ha, nhưng mà anh có một cái công ty bán hosting domain server, đó là công ty azdg.com. Thapham.com cũng là một trong những cái trang mà đời đầu về xây dựng cộng đồng WordPress ở Việt Nam đó. Bây giờ các bạn Google những cái từ khóa liên quan về WordPress, đa phần là các bạn sẽ thấy thapham.com nằm ở trên top cả ha, từ top 1 cho tới top 5 đó. Rồi ở Việt Nam thì cái thời mà 2011 2012 thì có thể bạn còn biết tới cái trang là Easy Web. Easy Web là của một cái anh, mình tự nhiên mình quên tên rất là mất rồi. Anh đó là anh học bác sĩ ở nước ngoài. Anh không phải là dân công nghệ thông tin, không phải là dân lập trình, nhưng mà anh có một cái niềm đam mê về WordPress và anh lập ra cái trang là Easy Web. Thì trong đó nó có anh đó, rồi anh Võ Minh Mẫn, rồi nhiều một vài cái anh em khác gạo cội trong ngành. Thì những anh em này là hoạt động trên social rất là yếu, rất là ít. Cho nên là các bạn thấy là thường là các cái expert, các cái chuyên gia mà chúng ta hay gọi là chuyên gia đầu ngành đó, nếu như họ không phải là dân ở trong cái mảng trong ngành marketing hoặc là truyền thông, thì các bạn sẽ thấy là họ rất ít khi nào hoạt động sôi nổi trên social ha. Chỉ có các bạn thường thấy là ở bên cái mảng đào tạo nè, coaching nè, training nè, đào tạo nè, hoặc là bên bên cái ngành là marketing và truyền thông, thì những cái expert người ta mới sôi nổi hoạt động trên social thôi, còn những cái ngành khác đa phần các bạn thấy nó khá là chìm đó. Thì các cái anh này anh cũng vậy thôi, anh hoạt động nhiều ở trên forum là chính ha, forum tức là diễn đàn đó, và trên các cái website của cá nhân là chính. Rồi nhưng mà bây giờ cái Easy Web đó nó đóng cửa cũng lâu rồi, cũng 6 7 năm rồi. Bây giờ mình cũng không biết là cái anh đó anh còn làm những cái dự án WordPress hay không, hay là anh chuyên môn bác sĩ luôn rồi, thì mình cũng không biết. Mình mất kết nối hầu như, gần như hoàn toàn với các cái những cái anh gạo cội ngày xưa rồi, kiểu như là các ảnh chìm quá đó, mình cũng không 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 thể nào mà kết nối được sâu hơn. Rồi mình thấy là cái WordPress nó thân thiện với lập trình viên, tại vì sao? Tại vì á, thực ra nó không thân thiện, là nó thân thiện ở cái chỗ là do WordPress nó được phát triển bởi cái mã nguồn, cái ngôn ngữ lập trình là PHP. Cho nên là ở Việt Nam thì cái ngôn ngữ PHP là cái ngôn ngữ phổ biến nhất đó. Nhiều bạn học ở trong trường đại học cao đẳng về ngành công nghệ thông tin thì các bạn sẽ học về PHP rất là nhiều ha. Cho nên là cứ học PHP xong rồi đi ra ngoài kiếm việc cũng dễ. Có thể là lập trình PHP trên các cái framework, hoặc là chuyển hẳn sang một cái mảng là lập trình WordPress, thì các bạn có thể đi làm được ở những cái công ty về tuyển dụng về lập trình viên WordPress. Ở Việt Nam cũng tuyển dụng khá là nhiều. Mình thì không có theo cái hướng đó, mình không có theo cái hướng là WordPress developer. Mình theo cái hướng là drag and drop, có nghĩa là kéo thả ha, theo cái hướng kéo thả là mình sẽ sử dụng những cái plugin để mà mình kéo thả để thiết kế giao diện. Thì trong cái WFC này á, sẽ có một cái buổi chuyên về cái việc mà các bạn dùng một cái plugin để kéo thả. Anh Nghĩa sẽ trình bày cái phần đó ha, và cái phần đó rất là hay, thì các bạn cố gắng chúng ta theo theo dõi hết các cái buổi cho tới cái buổi mà gặp anh Nghĩa ha, hình như là gần cuối các bạn sẽ được gặp anh Nghĩa. Thường cái gì hay thì nó sẽ nằm gần gần cuối đúng không? Rồi tiếp theo là hỗ trợ đa ngôn ngữ nè, mình có thể làm một cái mã nguồn nhưng mà mình có thể phát triển các cái ngôn ngữ khác, ví dụ như là Trung Quốc nè, hoặc là tiếng Anh nè, rồi tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn gì đó, chung một cái mã nguồn.
chung một cái cơ sở dữ liệu ha, nó gọi là multi-language. Rồi cái cuối là WordPress nó xây dựng và phát triển được nhiều cái loại hình website đặc thù, ví dụ như là web bán hàng nè, rồi web tin tức tạp chí nè, bán vé máy bay nè, hotel booking nè, car booking nè, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng v.v. rất là nhiều cái thể loại. Nhưng mà càng đặc thù thì chúng ta phải thấy là chúng ta cần phải thọc sâu vào trong cái mã nguồn và phải viết code. Còn nếu mà mình đi sơ sơ bên ngoài thôi, ví dụ như mình trong cái khóa này các bạn chỉ có yêu cầu là tạo blog thôi, thì chúng ta chỉ cần là mình thao tác bằng chuột thôi với lại kéo thả thôi là ok rồi ha. Rồi chúng ta cũng đã phân biệt được web bán hàng và sàn rồi đúng không? Hai cái này khác nhau nha. Web bán hàng là có cái tên thường gọi nó là e-commerce website, ở nước ngoài nó hay gọi là web shopping, shopping online store, nó cũng là web bán hàng luôn đó. Thì là web bán hàng nó là của một cá nhân hoặc là doanh nghiệp tạo nên để mà bán hàng và để xây dựng thương hiệu. Có hai cái nhiệm vụ chính là một là để bán hàng, hai là để xây dựng thương hiệu. Thì bữa trước mình cũng đã nói rồi, ở Việt Nam là do là các cái chủ kinh doanh online, chủ shop online, những cái cá nhân khởi nghiệp startup, thì họ là những cái người nhỏ lẻ, những là những người người ta gọi hay dùng từ đó là con buôn á, dân buôn á. Thì người ta startup, người ta khởi nghiệp, thì là cái web bán hàng nó sẽ làm luôn hai cái vai trò là vừa để bán hàng vừa để xây dựng thương hiệu. Nhưng mà các bạn thấy đối với những cái tập đoàn lớn, ví dụ như là Coca-Cola Việt Nam, các bạn thử lên Google, các bạn truy cập vào cái trang là coca-cola-vietnam.com đi, thì các bạn sẽ thấy .com hay .vn gì đó mình quên rồi, các bạn sẽ thấy là cái trang đó là nó show rất là nhiều về giới thiệu hình ảnh công ty, tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi hơn các kiểu, rồi cũng có show về sản phẩm, nhưng mà các bạn sẽ không thấy cái nút đặt hàng. Và các bạn cũng không thể nào mà các bạn mua một cái lon Coca-Cola hoặc là mua một cái chai Coca-Cola trên cái website đó được, mà các bạn sẽ phải ra tạp hóa nè, ra ngoài Bách Hóa Xanh nè, rồi ra các cái chỗ mà bán nước để mà cửa hàng tiện lợi để mà chúng ta mua. Thì đó là cái website của họ là để xây dựng thương hiệu thôi, chứ không có nhằm mục đích là bán hàng. Còn ở Việt Nam là chúng ta thường gom cái hai ha, vừa bán hàng vừa xây dựng thương hiệu luôn. Tại vì kinh phí của những cái đối tượng này không quá nhiều, và họ cũng gọi là cái nguồn lực họ cũng chưa có nhiều để mà chúng ta tách biệt ra. Và cũng theo cái lộ trình phát triển của một doanh nghiệp á, thì là nó sẽ có cái lộ trình đàng hoàng ha. Ngay từ đầu là cái thời điểm sống sót, cho nên là đừng có vẽ vời nhiều quá. Chúng ta đừng có bê nguyên cái bộ sậu của tập đoàn mà mình áp vào trong cái startup của mình. Nó chỉ là cái giai đoạn đầu tiên thôi, thì nó sẽ rất là khó khăn đúng không? Nó không có phù hợp với cái bối cảnh hiện tại. Cho nên các bạn thấy đối với web bán hàng ở Việt Nam, mà các bạn nhìn xung quanh thì các bạn sẽ thấy là thường nó sẽ có nhiệm vụ bán hàng và cả xây dựng thương hiệu. Rồi thì vài trăm SKU là các bạn thấy thường xuyên ha, một web bán hàng có thể là có lên tới 1.000, 2.000 hoặc là 3, 4.000 gì đó, thì nó cũng bình thường ha. Đối với những cái web mà kiểu như lớn lớn, web bán hàng mà dạng lớn lớn tí đó, thì nó sẽ có khoảng vài ngàn SKU. Rồi thì là cái mối quan hệ là một người bán và nhiều người mua, một người bán hoặc là một nhà cung cấp và nhiều người mua. Còn đối với sàn á, thì các bạn hình dung sàn thương mại điện tử là nó giống như là cái chợ đầu mối vậy đó. Mỗi cái người ở trong đó là họ là giống như là một cái chủ shop online vậy đó, ở trên một cái web. Thì sàn nó sẽ bao gồm nhiều cái shop online, và những cái shop online đó họ sẽ có khoảng vài ngàn cái SKU. Thì khi mà chúng ta nhân lên số lượng shop ở trên sàn, thì nó sẽ ra là cái lượng SKU cực kỳ lớn ở trên sàn. Và sàn nó là một của một tổ chức để xây dựng, tạo thành một cái market, hay còn gọi là chợ ha, để thực hiện cái việc trao đổi hàng hóa giữa nhiều người cùng bán và nhiều khách hàng với nhau. Tại các bạn hiểu ha, sàn là nhiều chứa nhiều shop, còn web bán hàng là nó chỉ có một shop thôi. Rồi cái quan điểm sai lệch khi mà chúng ta nhìn nhận WordPress là xịn nhất thế giới, thì nhiều ông là bị cái tư tưởng là bị cuồng á, kiểu như các bạn cuồng Phan Tùng, cuồng Sơn Tùng MTP, hoặc là các bạn cuồng bất kỳ một cái nghệ sĩ ca sĩ nào Hàn Quốc nào đó, thì các bạn sẽ thấy là người này là best, người kia là best. Thậm chí là có những cái ông mà gọi là tự xưng mình là best. Thì WordPress cái bản chất là nó không có phải là một cái bản nguồn xịn nhất thế giới đâu. Nó có nhiều cái trang đánh giá xếp hạng ở các cái mã nguồn, sắp xếp theo thứ tự là từ top 1 cho tới top 10. Nhưng mà các bạn có thể thấy là WordPress nó có thể đọc ở bài này thì nó đang xếp ở top 3, có thể là các bạn đọc ở một cái bài review khác
một cái bài rating khác thì nó là đang ở xếp ở top 6 đó, thì nó sẽ đi vòng vòng vòng, nó từ top 1 top 10 đó, nó sẽ không có một cái bài nào nó cố định ở một cái vị trí nào cả. Rồi. WordPress chỉ dành cho lập trình viên không biết lập trình thì đừng có mơ có thể tự mình xây dựng một website đẹp chuyên nghiệp. Thì cái này như mình nói là không đúng ha, lập trình viên chỉ là một cái đối tượng trong cái việc là tham gia vào cái mã nguồn này để mà phát triển WordPress, chứ không phải là cái người dùng cuối ha. WordPress nó sinh ra là dành cho người dùng cuối, dành cho end user, là những cái người mà không phải là dân kỹ thuật, không phải là dân lập trình nha. Các bạn làm marketing, là mà làm freelancer, là làm tài chính kế toán, kinh doanh quản trị các kiểu á đó. Đó thì những cái bạn đó là không phải là dân lập trình, là cái đối tượng mà WordPress nó hướng tới nhiều nhất. Rồi chúng ta cũng phân biệt cái auto hosted và self hosted rồi. Auto hosted rất là dễ thôi, là các bạn hình dung nó là mì ăn liền đó. Các bạn lên cái trang wordpress.com đó, các bạn đăng ký một cái tài khoản là các bạn có ngay một cái blog, các bạn xài ngay, đó là dạng mì ăn liền. Tất nhiên là chúng ta phải trả phí cho nó để mà chúng ta xài được những cái tính năng khác. Control rồi. Cái thứ hai là self hosted, thì là mình sẽ học trong cái 12 buổi này, là các bạn sẽ tự cài đặt WordPress ngay từ A tới Z luôn. Chúng ta tự trỏ tên miền, chúng ta tự mua hosting, chúng ta làm tất cả mọi thứ. Rồi. Giới thiệu mô hình ngôi nhà. Rồi. Bây giờ ôn tập lại chút xíu đi. Các bạn hãy comment ở trên Zoom là chúng ta thấy là những cái khái niệm này nó khi mà ánh xạ qua bên cái mạng website WordPress thì các bạn nó là những cái khái niệm gì? Ví dụ như mảnh đất để xây nhà là cái gì nè? Vật liệu xây dựng nè. Thợ xây, thợ hồ nè, bản vẽ thi công nè, số nhà, đường đi, nội thất và người đi đường nè. Các bạn hãy nhớ lại cái nội dung buổi trước đó, rồi các bạn comment ở trên Zoom ha, mình sẽ mở Zoom ra mình coi. Ai nhớ gì thì comment đó nha, đừng có mở slide buổi trước ra copy trang tôi nha. Rồi. Mình có khoảng 2 phút thôi. Ôn tập 2 phút cái chỗ này thôi ha, rồi mình qua. Trời ơi, mày bắt là mày thích mẹ. À, mình đang đọc cái comment của bạn nè. Rồi. Bạn vẽ là sai map. Không đúng nha. Sai map là bản đồ. Cái bản vẽ thi công nó không phải là sai map nha. Sai map là bản đồ, kiểu như các bạn đi vào Thảo Cầm Viên, đi vào cái khu vui chơi nào đó, các bạn vào cổng vừa mới soát vé xong thì các bạn sẽ thấy một cái bản đồ rất là to đúng không? Thì nó là sai map. Cái này là bản vẽ thi công ha, bản vẽ thi công 2D, 3D đó để xây dựng á. Thì nó là cơ sở dữ liệu chứ không phải là bản đồ nha. Rồi. Rồi ok, nói chung các bạn comment mình thấy là nó cũng đúng hết rồi. Thợ xây là người thiết kế web thì nó chỉ là một phần thôi nha. Thợ xây bản chất là nếu như các bạn học về WordPress, các bạn không phải là dân kỹ thuật thì các bạn cũng có thể được coi là thợ xây. Người đi đường, traffic. Người đi đường. Người đi đường thì nó chỉ là chưa phải là traffic nha. Cái người mà đi vào trong nhà của mình á thì mới gọi là traffic. Đi vào cái website của mình, tức là họ truy cập vào cái website của mình á thì mới là traffic. Nội thất là data. Data là dữ liệu trên web. Bao gồm gì? Text, hình ảnh và video, đúng không?
Rồi, ok. Rồi, thôi khoan comment nữa nha các bạn. À, mình để mình nói qua. Nè, mảnh đất đó chính là hosting server hoặc là VPS ha. Server máy chủ, VPS là máy chủ ảo rồi mới tới hosting. À, bữa trước nói kỹ về cái chỗ hosting server VPS rồi đó, các bạn nào mà quên khái niệm này chúng ta coi lại cái video trước nha. Rồi, vật liệu xây dựng nó là mã nguồn nè, thợ xây, lập trình viên hoặc là người dùng cuối ha. Bạn vẽ thi công đó chính là cơ sở dữ liệu hay chúng ta gọi là database. Số nhà là tên miền, à, còn gọi là domain. Đường đi là mạng internet, wifi 3G, 4G, 5G cái kiểu. Rồi nội thất ở trong ngôi nhà thì nó là cái gì? Nó là dữ liệu bên trong website của mình. Gọi là đây data ha, gồm text nè, hình ảnh và video nè. Rồi, cái người mà ghé thăm cái nhà của mình á, kiểu như là hàng xóm người ta qua thăm mình, người ta đi vô trong nhà của mình á thì mới gọi là traffic. Dịch sang tiếng Việt nó gọi là lưu lượng truy cập nha. Còn những cái người mà lang thang đi ngoài không liên quan tới website của mình, không liên quan tới ngôi nhà của mình thì nó không phải là traffic nha. Phải đi vào nhà của mình, phải truy cập vào cái website của mình thì mới gọi là traffic. Rồi bây giờ mình qua buổi 2 nè. Rồi buổi 2 thì đây. Buổi 2 có một cái project nhỏ nhỏ dành cho các bạn. Mặc dù đây là cái khóa cộng đồng đúng không? Nhưng mà phải có project chứ không phải là học chơi chơi cho vui vô rồi cái xem buổi này rồi có thể buổi kia out, buổi khác là các bạn lại vào, thành ra là các bạn không có nắm được cái kiến thức nó xuyên suốt, cho nên là lúc nào cũng phải có một cái project để mà chúng ta có một cái đích đến để mà các bạn cố gắng, các bạn tham dự tất cả các buổi này. Và dĩ nhiên là mình sẽ tặng quà thường xuyên, cái này không phải là một cái một Để một không quản tao luôn, đừng má mày đó. quà à, tắt mic đã. Rồi cái này không phải là một cái để mà dụ mọi người đi học nha. Mình không phải là mình phải tặng quà các bạn mới học, các bạn học là các bạn học cho bản thân mình chứ không phải là phải chờ có quà mới đi học. Nhưng mà chẳng qua là mình muốn là gì, cho cái lớp học mình nó sôi nổi, nó có một cái gì đó nó gây sự kích thích. À, ngày trước mình có tìm hiểu về gamification ở trong cái e-learning á, nó gọi là áp dụng những cái trò chơi, những cái gaming vào trong cái e-learning, là trong cái mảng đào tạo á. Thì nó cái việc tặng quà mà gift hoặc là một cái gì đó, tức là mình trao cho bạn một cái gì đó thì nó cũng giống như là cái việc là khuyến khích các bạn tham dự đầy đủ và mình có cái hưng phấn trong cái việc học hơn. À, thì mình sẽ tặng quà bất ngờ thôi, mình không có nói trước là mình tặng cái gì và tặng trong buổi nào. Còn những cái mà quà tặng mà các bạn thấy ở trên landing page mà lần trước các bạn đăng ký cái lớp WFC của mình á, thì cái đó là thứ sáu anh Đức sẽ tặng các bạn, là cái đó gọi là của chương trình. Còn cái những cái mà mình tặng từng buổi là cái đó là của riêng mình ha, và mình sẽ không báo trước. Bạn nào không học á, thì các bạn không có quà thì các bạn ráng chịu. Nó rất là fair đúng không, rất là công bằng thôi. À, hôm nay là mình phổ biến một cái mini project. À, mục tiêu là chúng ta sẽ hoàn thiện một cái blog như là demo. À, cái demo này có đăng ở trên cái landing page các bạn đăng ký điền form rồi. Thì các bạn cũng đã biết cái trang này rồi ha. Thì mở lại cho các bạn xem nè. demo.vothanhduy.com là cái tên miền của mình. Đó. Tắt cái này đi. Rồi. Đó, thì đây là một cái blog rất là đơn giản thôi. À, nhưng mà nó có đầy đủ tính năng. Và các bạn thấy ở dưới nó có cái hello bar nè. Ở bên này thì nó có các cái icon để mà chúng ta gì? Chat nè, gọi hotline nè. Rồi, gửi email đúng không? Hoặc là cái nút bấm vào nó sẽ show cái bản đồ ra. Rồi, đây là cái blog sử dụng cái giao diện Nisa, là cái giao diện free ha. À, để hoàn thành cái demo này các bạn không có cần phải bỏ chi phí gì ra cả. Đó. Rồi, bây giờ mình quay trở lại cái slide. Bây giờ nói tiếp. Đầy đủ tính năng quan trọng như đã học, bao gồm là các bạn sẽ phải đăng tối thiểu là 10 bài viết. Các bạn phải có menu điều hướng ha. Tức là các bạn phải tạo chuyên một bài viết vô quanh cái kiểu các bạn tạo trang, các bạn tạo bài viết và các bạn đưa nó vào menu. Đó. Rồi các bạn phải cài đặt và tích hợp cái Google Analytics và
Search Console để mà đo lường ha. Chúng ta phải đo lường được cái website của mình, đo lưu lượng truy cập lại Google Analytics. Còn mình đo các từ khóa người ta bấm vào là những cái từ khóa gì thì nó là dùng Search Console. Anh Đức cũng sẽ dạy các bạn về cơ bản về SEO đó, cũng sẽ dùng Google Analytics và Search Console. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cài live chat hoặc là nhúng một cái icon chatbot Facebook Messenger vào trong cái website của mình, hoặc là các bạn làm như cái web demo là nhúng các cái icon, các cái nút gọi hotline nè, rồi gửi email, rồi nút Zalo gì đó vân vân, cái kiểu như nãy mình demo đó. Tiếp theo là các bạn sẽ cài cái plugin là Table Content, là dùng để tạo mục lục ha. Nó là viết tắt của TOC, tạo mục lục cho bài viết. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cài và cấu hình một vài cái plugin quan trọng như đã học. Nói chung là trong cái 12 buổi này mình hướng dẫn cái plugin nào thì mình sẽ đưa nó vào project luôn. Các bạn sẽ làm hết tất cả những cái plugin đó. Là nếu như các bạn mà tham dự đầy đủ tất cả các buổi thì cái project này nó sẽ tự động hoàn thành, và các bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Nói chung là không cần phải về nhà làm bài tập gì cả, mà cái project nó sẽ tự động hoàn thành ngay trên lớp. Và khi mà các bạn hoàn thành project, mình sẽ có quà tặng riêng dành cho những bạn nào hoàn thành ha. Rồi, cái quà đó rất là lớn nha. Very big, không phải là quà mini đâu. Rồi. Bây giờ là tới cái trình tự cài đặt WordPress. À, bữa trước là các bạn đã làm gì rồi, các bạn nhớ không? Tẩn cái này ra. Mình sẽ mở cái notepad lên ha. Thường có bảng trắng thì có ghi trên bảng, còn ở đây thì mình học online nên mình sẽ có notepad. Rồi, bây giờ mình nói là chắc phải phóng cái chữ này lên một chút xíu ha, cho nó là 28 đi. Rồi. Trình tự cài đặt WordPress. Đầu tiên là chúng ta thấy là các bạn cần phải có gì? Có tên miền. Cần phải có tên miền, domain. Thì các bạn có thể là dùng free, dùng .tk đó, cái tên miền mà .tk miễn phí đó. Mua tên miền. Rồi. À, một vài bạn ở trong lớp mình là có sẵn tên miền rồi thì khỏi mua, khỏi dùng .tk luôn, các bạn dùng chính tên miền của bạn luôn ha. Cái bước số 2 là các bạn sẽ phải gì? Phải có cái hosting. À, trong cái khóa này mình chỉ dạy về hosting thôi, không có dạy về VPS. À, mình không dạy về VPS. Và bản chất là các bạn thấy là gì? À, chúng ta cảm giác như là mình đi theo cái số đông là nhiều bạn làm kỹ thuật đó, là sau một thời gian các bạn xu hướng là dùng hosting, các bạn có xu hướng là up lên VPS, các bạn bỏ hosting, các bạn không dùng nữa, các bạn xài VPS. À, nhưng mà bản chất là các bạn phải hiểu là cái mục đích sử dụng VPS là cái gì ha. Cái traffic của bạn, mà cái traffic truy cập vào cái website của chúng ta nó chỉ có dưới 100.000 thôi mà các bạn dùng VPS thì nó hơi phí, đúng không? À, hosting bây giờ nó rất là mạnh rồi nha, thậm chí là các bạn dùng những cái hosting mà dành cho business và enterprise thì nó mạnh ngang ngửa với VPS cơ bản luôn. À, và VPS các bạn phải học là quản trị VPS thì nó rất là khó, và các bạn phải dùng những cái dòng lệnh thuật ngữ nó gọi là command á, command line á, thì nó sẽ rất là khó đối với người mới. Và không phải dân kỹ thuật thì đừng nói chung là các bạn nghe mình là đừng có nghĩ về VPS, nó phức tạp lắm, nổ não hay dễ bị nổ não lắm. Ngay bản thân của mình á, mặc dù mình là dân kỹ thuật nhưng mà mình cũng không dùng VPS. Trước đây mình có nghiên cứu về VPS nhưng mà mình cảm thấy là cái mục tiêu của mình xài á, không cần thiết phải dùng VPS đâu, mình chỉ cần dùng cái gói hosting mà gọi là mạnh nhất của business hoặc là của enterprise là nó ngang ngửa VPS luôn rồi. Nhưng mà quản trị rất là dễ dàng. Hosting các bạn thao tác có đầy đủ giao diện ở trên cái một cái trang quản trị như là cái hosting mà mình cấp cho các bạn. Còn VPS các bạn thấy là toàn là sử dụng dòng lệnh thôi, sử dụng command thôi. Dòng lệnh là kiểu như các bạn thấy trên màn hình đó. Đó, các bạn gõ, ví dụ như các bạn gõ một cái dòng lệnh gì đó. Thì cái này nó gọi là dòng lệnh nè. Thì VPS là nó xài hay kiểu này. Đúng không? Còn hosting là chúng ta có giao diện đàng hoàng, giao diện đàng hoàng. Các bạn đăng nhập vô cái tài khoản mà mình gửi trong mail á, là nó có giao diện đàng hoàng, có những cái icon, những cái nút bấm rất là trực quan. Đó, cho nên là chúng ta đừng có đi theo các bạn kỹ thuật chúng ta xài VPS nha. Đối với người mới thì mình khuyên là được có như vậy. Mắc công các bạn bị sa lầy vô đó là
bị mấy cái lỗi kỹ thuật nó cứ vây bám các bạn hoài, các bạn không thoát ra được á, các bạn ngồi hoài luôn, các bạn không xong được cái website của mình đâu. Rồi à, có tên miền rồi đúng không? Rồi tiếp theo là có hosting, thì hosting thì các bạn có dùng cái host mình cấp free 2 tháng hoặc là mua ở các nhà cung cấp. Buổi sau sẽ học ha, buổi sau sẽ học nói về các cái tiêu chí lựa chọn hosting như thế nào thì buổi sau sẽ học. Rồi sau đó bước 3 là các bạn sẽ làm gì? Bước 3 là các bạn sẽ gì? Rõ cái tên miền về cái hosting, rõ tên miền về hosting. À, đối với cái mô hình ngôi nhà đó, các bạn thấy là các bạn xây nhà xong xuôi hết rồi, các bạn mới đi xin cấp biển số nhà đúng không? Rồi các bạn mới cầm cái biển số nhà, các bạn lấy cái khoan, các bạn khoan lên tường ngay trước cái cổng của mình, là cái ngôi nhà xây xong rồi thì mới đi xin cấp biển số nhà. Còn cái trên website á, thì các bạn phải trỏ cái tên miền về hosting trước, rồi các bạn mới cài đặt web, các bạn mới cài đặt WordPress. Đó, nó ngược lại chút xíu nha. Các bạn phải trỏ cái tên miền về cái hosting trước, rồi các bạn mới vào, các bạn cài WordPress. Đó, chứ không phải là các bạn cài WordPress xong rồi các bạn mới trỏ tên miền. Tại vì các bạn không trỏ tên miền thì các bạn sẽ không truy cập được vào cái trang là cái trang cài đặt WordPress. Rồi, cái bước số 4 nè. Bước số 4 là cái gì ta? Bước số 4 là các bạn đã cài đặt xong rồi đó. Để các bạn sẽ vào đi, các bạn đổi giao diện, đổi theme. Đổi giao diện hay gọi là theme nè. Và cài plugin, cài và cấu hình plugin. Rồi, bước số 5 là chúng ta xài thôi. Đó, nó chỉ có 5 cái bước cơ bản như vậy thôi. Đầu tiên là có tên miền trước. Cái thứ hai là có hosting. Cái thứ ba là cái này. Giống như cái bài mà cái gì, buy Apple đúng không? I have a pencil, I have a Apple đó. Bùm cái. Đó. Là bước số 3, có tên miền và có hosting. Các bạn nhớ như vậy trong đầu các bạn là dễ nhớ lắm. Rồi bước số 4 là các bạn sẽ gì? Đổi giao diện. Các bạn cài và cấu hình plugin. Xong rồi, xong xuôi hết rồi. Rồi bước số 5 này chỉ có xài thôi. Đó, trình tự như vậy ha. Những cái nào mà mình typing ở trên notepad thì mình không có đưa vào slide nha. Rồi. Bây giờ nè. Bây giờ mình bắt đầu ha, bắt đầu bước số 1 trước. Bước số 1 có rồi, bước số 2 có rồi, host cấp cho bạn rồi. Tên miền có luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tới bước số 3 nè, trỏ tên miền và hosting. Rồi bây giờ các bạn nhìn mình demo ở trên màn hình nha, xong rồi mình sẽ cho các bạn vài phút để chúng ta thực hành. Đây các bạn truy cập vào trang Freenom đi. Truy cập lại vào trang Freenom. Enter. Đó, mình gửi đường link vào trong cái Zoom của mình rồi đó. Các bạn bấm vào đi ha. Rồi chờ khoảng 30 giây để các bạn truy cập vào Freenom. Đảm bảo luôn là sẽ các bạn không vào được. Nãy giờ mình có thấy nhiều bạn là không vào được rồi. Cho nên là các bạn cứ chờ ha. Thấy nó quay loading thì cứ chờ đi. Xong rồi cái nó loading nó ra lỗi á, thì các bạn enter lại, các bạn F5 lại là nó sẽ được. Nó đang bị cái gì á, bị trục trặc cái gì đó mình cũng không biết nữa. Bạn nào vào được thì comment số 2 nha. Để mình đọc cái comment coi. Thế em dùng mắt bão thì em đăng nhập vào quản lý tên miền trong mắt bão đúng không ạ? Đúng rồi. Mình dùng mắt bão thì mình đăng nhập bằng mắt bão. Rồi mình vào cái chỗ là DNS để mà trỏ tên miền. Rồi, có nhiều bạn đi vô được rồi nè. Bạn nào vào được thì comment số 2 nha. Các bạn chịu khó tương tác với lớp chút xíu nha. Để tôi có cái hứng để mà tôi hướng dẫn. Ok, ai đó? Dạ, em đăng nhập sẵn á, em vào sẵn bây giờ, em không có vào cái đường link của anh, có ảnh hưởng gì không? Không sao, mà mình vào mình đăng nhập trước đi ha. Dạ. Các bạn khác vào xong rồi đăng nhập trước đi. Bạn nào vào Freenom không được á, thì chờ cho nó loading xong, nó sẽ hiện ra lỗi, các bạn enter một cái hoặc là F5 trở lại là nó sẽ được. Cái trang này nó ảo diệu lắm các bạn ơi. Kiểu như là làm khó mình á. Rồi. Từ nha, để mình đọc cái comment coi có cái gì mới không ha.
đang record đúng không ta? À. Rồi các bạn đăng nhập vào trong Freenom luôn đi. À, 30 giây nữa nha. 30 giây nữa. Rồi 10 giây nữa. Rồi đăng nhập vô rồi ha. À, chưa vào được hả? Bạn Phạm Hồng Đức chưa vào được hả? Chờ chút xíu đi, chờ nó loading xong cái nó ra lỗi hay gì đó thì F5 trở lại là được. À, bạn nào mà bị 502 đúng không? Bị lỗi 502 thì chờ nó quay xong rồi enter một cái là vào được. Ừ, cái trang này nó hay vậy chứ. Rồi. À quên, bây giờ tôi mới đăng nhập đây. À, cái trang này mà người lên Google mình sợ ra xong rồi vô cái phần tiếng Việt á, nó có cái chỗ mà VN ấy thì nó vô được, chứ còn nếu mà bấm cái trang tiếng Anh thì nó là chẳng vô. Cái trang này nó đó, đăng nhập vô rồi nè. Rồi bây giờ các bạn thấy màn hình không? Mình phải zoom lên quá ha. Zoom lên 150% đi. Rồi bây giờ rơi chuột vô cái chỗ là service nè. Bấm vô nè, xong rồi chọn là my domain nha. Rồi. À. Hôm bữa là mình làm luôn hai cái tên miền rồi, nhưng mà xài một cái thôi. Bây giờ các bạn nè, các bạn tới trang này chưa? Bạn nào login không được thì đăng nhập lại ha. À, cái thằng Freenom này nó đăng nhập bằng tài khoản của mình á, chứ đừng có đăng nhập bằng Google ha. Đừng có đăng nhập bằng Gmail hoặc là đăng nhập bằng Outlook. Rồi, đúng không? Rồi bây giờ này chúng ta sẽ làm cái bước số 3. Rồi, tắt bớt cái này đi. Rõ tên miền và hosting. Rồi. Bây giờ các bạn đăng nhập vào cái hosting của mình. Cái tên miền đăng nhập xong rồi để đây nha. Bây giờ đăng nhập cái hosting của mình. Các bạn mở cái mail của các bạn ra, mình đã gửi cho các bạn rồi đó. Cái giao diện nó giống giống như vậy nè. Thế rồi em mới mua tên miền ấy, trên mắt bão ấy. Giờ em chưa biết hosting như nào cả. Cái hosting là buổi 1 là mình có thông báo là các bạn gõ cái email với lại cái tên miền vào để mình tạo hosting đó. Nếu mà bạn mới vào thì bạn vào trong cái post ở trên group á. Dạ. Rồi xong rồi cái đăng ký trên đó, rồi lát nữa sau buổi mình sẽ tạo cho ha. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ok. Rồi các bạn đăng nhập vào trong cái hosting của mình thì nó sẽ như vậy nè. Các bạn nào thấy giao diện giống mình không? Đúng rồi, đăng nhập bằng cái thông tin gửi qua mail á. Nó có cái đường link đúng không? Bấm vào cái đường link, nhập cái username với lại cái password vào là ok. À, bây giờ phải phóng lớn lên tí nha. Rồi. À, 150 đi là siêu to khổng lồ luôn. Đó. À. Rồi bây giờ... comment nữa thôi. Rồi cầm comment xong là lát nữa sau buổi học mình mới tạo được nha. Rồi bây giờ các bạn vào đây nè, các bạn bấm vào cái chỗ là DNS management nè, để mà chúng ta lấy cái địa chỉ IP ha.
lấy cái địa chỉ IP để mà chúng ta lấy nữa chúng ta mới trỏ tên miền được, các bạn bấm vào đây nè. Rồi. Các bạn sẽ thấy cái địa chỉ IP của cái host là 103.130.216.174 đúng không? Mình copy đây. Rồi. Mình để ở ngoài notepad đi. Đó. Lát nữa mình xài sau. Rồi. Bây giờ mình quay trở lại cái chỗ này. Cái Freenom nha, quay trở lại cái Freenom nha. Cái Freenom là cái buổi 1 mình đăng ký tên miền á, còn cái mà cái tài khoản anh gửi trong cái mail cho mọi người á, cái đó là tài khoản hosting chứ không phải là tài khoản tên miền nha. Bạn nào học buổi 1 thì mới hiểu nha. Bạn nào mà học buổi này vô thì chắc là không hiểu rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta bấm vô cái chỗ là manage domain nè. Bấm vô đây. Thầy ơi. Ơi. Thầy có thể làm lại cái bước lấy ID vừa rồi không ạ? Em không có nhìn được. Đây đây, mình làm lại ha. Đấy, em cảm ơn. Rồi các bạn vào trong cái Direct Admin đi. Nó là bạn quản trị tin, bạn quản trị hosting của mình. Các bạn kiếm cái dòng là DNS Management ở đây. Đây, đây, đây. Đó, các bạn thấy chưa? Bấm vô đây. DNS Management nha. Bấm vô đây. Rồi. Cái dòng đầu tiên nó có cái số là 103.130.216.174 nè. À, bô đen nó copy nó đi. Rồi. Mở notepad ra dán vào để lát nữa mình xài. Hoặc là khỏi dán, cứ để cửa sổ này luôn, lát nữa mình qua đây mình copy. Đó, để nguyên vậy ha. Rồi, nó là cái địa chỉ IP của cái host. Đây nè, đấy, ghi chú ha. Đây là cái địa chỉ IP của host. Thì mình phải có cái địa chỉ IP này, mình mới trỏ cái tên miền của mình về cái host được. Đó. Rồi, bây giờ các bạn quay trở lại cái Freenom nè. Chúng ta bấm vào Manage Domain. Bấm vô đây. Rồi. Sau đó các bạn bấm vô cái dòng là gì? Cái tab cuối cùng. Manage Freenom DNS. Bấm vô đây. Cuối cùng nha. À, các bạn tranh thủ các bạn làm theo luôn đi. Mình sẽ chờ các bạn ha. Tại cái này mình demo luôn rồi. Cái một hồi cho thời gian các bạn làm. Các bạn không nhớ các cái thao tác đâu. Cho nên là mình vừa xem video, vừa xem bài giảng vừa làm ha. Manage Freenom DNS, bấm vô đây. Nó sẽ ra cái trang này đúng không? À, cái này nãy mình mới tạo, bây giờ mình xóa đi nè. Rồi các bạn sẽ thấy nó trống quắt, nó không có gì hết. Rồi, nó sẽ giống như vậy. F5 lại cho chắc nha. Trang này nó hay bị treo đó. Rồi. Đó các bạn sẽ thấy trang này. Giờ bạn các bạn vào tới trang này chưa? Bạn nào vào rồi thì comment số 6 nha. Đó, có thể làm lại đúng không? Cái bước nãy em chưa kịp. Thấy. Cái màn hình của thầy ấy, cứ một lúc nào sau thầy nói xong là mới loát được ạ. Hay là bọn em không theo được? Là thầy làm cái bước hồi nãy rồi. Làm lại cái bước hồi nãy. Ok ok, sao anh thấy nhiều bạn làm được rồi mà ta. Rồi anh quay trở lại nè. Đây quay trở lại nè, cái Freenom này đúng không? Rồi bấm vô cái tab là Manage Freenom DNS ở đây. Rồi, được chưa? Tới đây chưa? Thầy ơi. Dạ thầy ơi, cho em một xíu là vào cái Freenom thì bấm vào đâu thì mới ra được cái bảng này của thầy ạ? Vì em đang bị miss cái chỗ đấy ạ. À, và cái Freenom thì bấm vô My Domain ở đây. My Domain. Ở trên cái menu Service đó. Rồi, à, bấm vô My Domain. Rồi, em thấy lại là em thấy chỉ hiện ra là đăng ký một cái domain thôi thì ạ. Register a new domain. Ở trên chứ cái dòng đó nó có, ở trên cái dòng đó nó có cái chữ là My Domain giống như trên màn hình của mình nè. Em và service thì lại không có thôi ạ. Thế thì bây giờ em có phải sẽ đăng nhập cái tên domain của em vào cái xong em check availability đúng không thầy? Đúng rồi. Vậy là lần trước chưa đăng ký rồi. À, em đăng ký rồi, bị em vào đấy đúng không thầy?
Đúng rồi, đăng ký xong thì vào My Domain nó mới có nha. Dạ vâng, ok, thầy em cảm ơn ạ. Rồi, bấm vô đây. Xong rồi cái bấm vô cái chỗ là Manage Domain ở đây. Cái nút nó có bánh răng á, bấm vô đây nha. Rồi, nó ra cái trang này đúng không? Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ bấm vô cái tab cuối cùng là Manage Freenom DNS. Bấm vô đây. Rồi, giờ chỗ này quan trọng nè. Ở đây chúng ta phải cấu hình cho nó. Là chúng ta đang làm cái thao tác là chúng ta trỏ cái tên miền của mình về cái hosting. Đầu tiên là các bạn sẽ thêm một cái tên miền của mình ha. Các bạn gõ cái tên miền của mình vào. Ví dụ như đây là võthanhduy.tk nè. Rồi, cái kiểu là A ha. Hai cái này giữ nguyên nha. Cái kiểu là A. Cái target thì các bạn sẽ copy cái IP ấy. Copy cái địa chỉ IP ở bên này. Bên cái Direct Admin lúc nãy ấy. Tích chuột phải nè, chọn copy nè. Rồi qua bên Freenom nè. Rồi, dán nó vô. Đó. Rồi. Rồi, các bạn làm được tới đây chưa? Rồi ha. Thầy ơi, cho mình hỏi mở cái nào ra mới vô được cái tab Direct Admin rồi. Ở trong cái tài khoản gửi cho các bạn đó, trong cái tài khoản gửi qua mail của các bạn đó. Vậy là phải đăng ký hosting rồi phải không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Bạn nào đăng ký được, trên trên group rồi thì mới có nha. Rồi. Tiếp theo các bạn bấm vô cái là More Record nè, để tạo thêm một cái dòng mới nè. Tạo thêm một cái dòng thứ hai. Bấm vô cái nút More Record để tạo thêm một cái dòng thứ hai giống như vậy. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ nhập cái gì? Mình sẽ nhập cái Mình chọn đây là CNAME nè. Mình sẽ nhập cái dấu A cộng. À không, mình phải nhập World Wide Web. Đó. Rồi, ở đây cái kiểu này mình chọn là CNAME. Rồi, cái target này mình sẽ nhập cái tên miền của mình vào. Võthanhduy.tk. Rồi, chỉ có hai cái thôi là xong rồi đó. Các bạn nhìn kỹ ha. Mình sẽ chụp cái màn hình này lại ha. À, thôi khỏi chụp màn hình đi, tại vì có video record mà. Rồi, ở dòng trên đó là nhập cái tên miền của mình vào. Cái kiểu là A. Target là nhập cái địa chỉ IP vào. Rồi, cái dòng thứ hai là các bạn gõ là World Wide Web nè. Là ba cái chữ W nè. Rồi cái kiểu là CNAME. Cái kiểu là CNAME nha. Rồi cái target là cái tên miền của mình. Võthanhduy.tk. Đó, chỉ có hai cái này thôi là xong rồi đó. Rồi các bạn bấm nút save. Bấm nút save nha. Rồi chờ cho nó xem nha, nó đang quay á. Nó đang lưu á. Bạn nào mà dùng tên miền của Mắc Bảo á, thì các bạn tham khảo cái bài viết của Mắc Bảo ha. Trỏ DNS tên miền Mắc Bảo. Tại vì cái giao diện nó sẽ khác nhau. Đây. Mình sẽ gửi vào trong cái Zoom ha. À, các bạn đừng có hỏi về các cái thông số, tại vì cái này là bên chuyên ngành của quản trị mạng rồi. Ha, bên chuyên ngành quản trị mạng rồi. Chúng ta là end user, chúng ta chỉ cần biết là chúng ta trỏ tên miền bằng cách là tạo hai cái record, một cái là tên miền trỏ về IP, một cái là cái chữ World Wide Web trỏ về tên miền. Đó là xong. Còn nếu mà giải thích về về chuyên môn thì nó sâu lắm. Nó nói về về cái mảng của quản trị mạng rồi ha. Các cái nhà cung cấp khác nó cũng vậy thôi, Mắc Bảo cũng vậy, BA Việt Nam cũng vậy. Nói chung cái nhà cung cấp tên miền thì nó cũng chỉ trỏ hai cái record này thôi. Đó. Các bạn miễn sao các bạn vào được cái trang là DNS, vào được cái trang là cấu hình DNS, rồi các bạn cứ
tạo hai cái record như mình hướng dẫn là được. À, khi mà các bạn lưu á, thì các bạn nhìn thấy nè. À, ở đây nó bị trống đúng không? Nó tự nhiên nó bị mất là tại thằng Freenum nó bị lỗi cái chỗ này ha, nó không hiển thị. Rồi, nhưng mà các bạn lưu xong các bạn thấy hai cái record nó vẫn còn á, là ok. Bây giờ các bạn thử mở tab ra, các bạn gõ cái tên miền của mình coi truy cập được không ha. Võthanhduy.tk. À, bạn nào mà truy cập không được, nó báo như thế này á. Nó báo lỗi á, thì các bạn quay trở lại cái Freenum nè. Các bạn điền vô cái ô trống này cái tên miền của mình. Tại vì có thể là trong quá trình lưu á, cái Freenum nó bị lỗi. Đó. Trong quá trình mà lưu á, trong quá trình mà save nó bị lỗi, cho nên là mình thấy nó bị trắng ở chỗ này ha, mình nhập cái tên miền lại vào đây. Rồi, kiểu là A. Target là cái IP là đúng rồi, các bạn bấm lưu lại lần nữa. Đó. Lưu lại lần nữa là sẽ được nha. Bấm lưu lại lần nữa là sẽ được. Rồi, nó đang quay nha, nó đang quay. Đang quay là đang lưu á. Rồi các bạn cứ thao tác ở trên máy của mình đi. Thao tác trên máy của mình đi. Rồi sau khi điền cái chỗ trống trống rồi mình lưu lại lần nữa thôi. Đúng rồi, mình bấm lưu lại cái nút màu xanh dương ở đây nè. Bấm lưu lại một cái nữa. Dạ. Đó. Bấm lưu mà thấy nó mất tiêu rồi kệ nó ha. Rồi các bạn quay trở ra tab Google á, Google Chrome á, các bạn enter lại coi nó có ra cái gì không. Bấm Ctrl F5 nha. Nếu mà nó không ra đúng không? Nó không ra cái gì hết á thì các bạn tạo lại. Tại cái này nó là cái tên miền miễn phí á, cho nên là nó lâu lâu nó hay bị trục trặc kỹ thuật lắm. Các bạn mua tên miền ở Mắt Bảo hay là các nhà cung cấp tên miền á, thì là các bạn kêu kỹ thuật á, các bạn nói kỹ thuật là nó trỏ cho mình luôn, đỡ phải làm mấy cái thao tác này. Còn bây giờ mình đang hướng dẫn các bạn cái tên miền free á, cho nên là mình phải làm, mình phải tự mình làm ha. Là coi như mình làm cho biết luôn, mình làm cho biết luôn. Rồi. Tạo lại ha. Nếu mà cập nhật mà thấy tự nhiên mất một cái dòng chứ còn một dòng thì các bạn tạo cái lại cái dòng mất đây nè. Rồi cái kiểu là A, nhập cái IP vào bấm save cho nó. Hồi nãy có bạn nào mà dùng tên miền Mắt Bảo á, các bạn cứ gọi cho kỹ thuật á, các bạn nói kêu nó trỏ cho mình luôn. Đỡ mất công mình ngồi mình mò mấy cái này ha. Rồi. Ra ngoài F5 lại nè. Vẫn chưa được đúng không? Rồi, mình vào đây mình lại sell cái nữa. Nó vẫn đang loading ha. Chờ chút xíu. Liên hệ bên kỹ thuật bên Mắt Bảo thì là mình là nhờ họ trỏ tên miền về hosting đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Dạ, ok, em cảm ơn thầy. Sau khi mà làm thành công, record thành công thì sao ạ? Thì mình mở cái tab này ra nè. Mình mở, mình truy cập vào cái tên miền của mình á. Coi nó có ra không? Nếu mà nó có ra là ok. À, cái web này là đã cài WordPress rồi ha. Từ từ để mình xóa cái WordPress của mình đã. Sao không được nhỉ? Sau của em là record thành công rồi nhưng mà bấm vô
Google sợ lại nó không có, nó bị lỗi vậy. Tôi có gửi một cái đường link kìa, dnschecker.org á, thì tôi hay xài cái đó, là mỗi lần mà trỏ tên miền mà không có vấn đề á, thì gõ cái đó là đó, hay xài cái đó đó. Thì kiểu như là search phát là nếu như mà tích hack á là gần như ok, là ok 100%, nhưng mà tích một phần á thì hắn lại nói chung là tùy vô cái chỗ mà mình đặt á thì sẽ có cái ok có cái không ok, nhưng mà cứ cứ check cái này á, mẫn về đúng cái IP của mình này là từ từ sẽ ok. Ừ đúng rồi, nó có thời gian, nó có thời gian để mà nó trỏ đó, cập nhật hết tất cả server á. Ừ, thường thường vậy, mấy bạn nên xài cái đó để check thử. Ủa anh ơi, tức là em tạo lại á, xong rồi cái bấm lưu xong rồi giờ nó hiện ra giống như trang ban đầu á. Rồi nó hiện trống trống vậy đó, trống quơ vậy đó, là được chưa vậy? Em mở cái tab ra, em mở cái tab mới ra, em gõ cái tên mình vào thử coi nó có ra cái ngôi nhà kiểu như là nó có ra một cái trang khác hay không. Dạ. Em thử mở dạ cái tab mới ra ha. Rồi có bạn dạ không. Không ra đúng không? Dạ. Tạo lại ha anh. Ừ, mình tạo lại ha. Dạ. Đó, bạn nào nó ra cái dòng là something amazing will be construct gì đó, nó có cái hình xây dựng ở giữa là đúng rồi, là xong rồi đó, trỏ xong rồi đó. Thường cái này nó trỏ nhanh lắm, nó chỉ có vài phút là xong à. Có bạn Sơn Nguyễn được rồi nè. Miễn phí mà, cho nên là đừng vội. Mình cái này nó free á, cho nên là nó hơi chậm. Bạn nào không ra thì mình làm lại ha. Anh ơi, mình làm lại từ cái bước nhập tên miền và nhập cái mã DNS đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Của bạn nó ra record added successful. Nó không có ra cái dòng mà xanh lá cây như thế này nè. Mà nó báo lỗi gì đó thì em làm lại nha. Bạn nào mà nó không ra dòng màu xanh lá cây, nó báo thành công mà nó báo lỗi gì đó thì em làm lại nha. Em ra quá trời màu xanh nhưng lúc mà làm nhập tên miền để vào thử thì nó vẫn bị lỗi, không rig được ấy. Dạ đúng rồi. Sao? Nó báo sao? Nó báo mà cái hình xây dựng ấy, hoặc là giống gì kìa, là mới ok. Cái gì là không thể tích cập được. À, vậy là ha. Nhưng mà cái IP nó báo có đúng không? Nó báo đúng cái mã của mình. Em báo đi thành công mà. Không, mình cái làm lại nha. Cái hồi nãy mình gửi á kìa. Để gửi lại cái trang đó. Cái trang DNS checker này nè. Đây nè, bạn nào không được thì mình làm lại nha. Đây. Mình tạo lại cái record. Một cái là cái tên miền của mình ha, target tới cái địa chỉ IP, cái kiểu là A. Rồi thêm một dòng nữa là cái chữ là quật qua web là ba chữ W á. Rồi cái kiểu là CNAME. Rồi target là cái tên miền của mình. Đó. Hai cái record thôi, hai cái dòng thôi, rồi chúng ta bấm lưu nè. Thầy ơi, những bạn nào mà chưa có cái hosting, chưa đăng ký được cái hosting đó, thì chắc là
hôm sau mới làm được cái bước này thôi. Đúng rồi, chính xác. À, buổi 1 là đã hướng dẫn các bạn đăng ký hết rồi. Thì đa phần các bạn trong lớp là đều đã có hosting cả rồi ha. Bạn nào vào sau thì có thể là chưa có. Thầy ơi cho em hỏi vậy ạ. Ơi. Hôm trước kiểu em cũng có đăng ký domain rồi, xong rồi kiểu nó cũng báo hóa đơn các thứ về mail rồi, nhưng mà hôm nay khi em đăng nhập lại thì em vào cái my domain thì nó lại không hiển thị ra cái gì ạ. Cái đó em mới mua tên miền thôi chứ em chưa có trỏ về host mà. Vâng, có nghĩa là sẽ bảo về phải vào my domain trước để thì mới có, thì nó không hiện ra luôn cái gì luôn ấy. Nó không hiện ra là em đăng ký chưa thành công á. Em đăng ký chưa thành công em phải đăng ký lại. Em cũng có đăng ký lại rồi và nó cũng kiểu nó cũng hiện ra cái hóa đơn rồi. Xong rồi nhưng mà kiểu em vào lại thì nó lại không có, nó vẫn không có ạ. Có hôm trước nó cũng đã báo về mail xác nhận các thứ rồi. Vậy về tức là em đăng ký chưa thành công rồi, nó báo cái đó là nó chỉ báo cái order, cầm order thôi, cái thông tin order em đăng ký thôi chứ nó chưa có đăng ký thành công. Em đăng ký thành công thì bấm vào my domain nó mới có ở trong đó. Thì em làm lại cái bước đăng ký ha, em làm lại cái bước đăng ký. À, em làm lại cái bước đăng ký. Các bạn vào cái trang là DNS checker này nè, cái trang mà lúc nãy bạn Nguyễn có nói đó, DNS checker nè. Sau khi trỏ xong rồi nha, sau khi trỏ tên miền xong rồi vào DNS checker nè, các bạn gõ cái tên miền của mình vào, rồi các bạn bấm search. Đó, thì nếu mà các bạn thấy nó màu check màu xanh lá cây như thế này á, check nhiều như vậy á, thì có nghĩa là trỏ gần thành công rồi. Các bạn chờ thôi, các bạn thử mở cái tab của mình ra, các bạn gõ tên miền của mình vào, coi nó có ra cái cần cẩu màu xanh lá cây, cần cẩu màu xanh dương chưa. Rồi. Nó hiện ra cái IP đuôi 174 là các bạn trỏ đúng ha. Đó. Rồi những cái khác thì các bạn chờ thôi. Các bạn mở cái tab ra, các bạn gõ cái tên miền mình vào. Đó. Coi nó có hiện ra cái cần cẩu không? Cái cần cẩu màu xanh dương á, cái này là cái trang của mình đó, lúc nãy mình cài đặt rồi cho nên nó không có hiện. Của em nó đỏ từ trên xuống dưới luôn á. À, đỏ từ trên xuống dưới là mình đỏ từ trên xuống dưới luôn bạn ạ, không hiểu sao. Không đỏ có một dấu xanh nào luôn. Ô mà có dấu xanh xong rồi làm sao nữa? Có dấu xanh xong rồi thì mình chờ thôi. Còn mình dấu đỏ thì mình coi lại là mình trỏ ok chưa? Đỏ hết thì sao anh Nguyễn? Đỏ hết thì làm lại cái chỗ này nha, cái trỏ lại cái chỗ này. Trở lại cái chỗ DNS xác nhận DNS đúng, đấy đúng à? Rồi, đúng rồi, chính xác. Nhưng mà em xanh hết rồi, nhưng mà khi mà bấm qua web á, nó vẫn không hiện cái web. Bấm qua nó có hiện cái gì không? Nó có hiện cái hình gì không? Gửi thử cái web qua tôi coi thử. Trong web này. Gửi thử trên web vô chat thử. Bạn nào xong rồi, bạn nào mà thấy cái hình xây dựng màu xanh dương á thì các bạn gửi cái link vào đây mình mở cho các bạn khác xem ha. Bạn nào trỏ được rồi thì gửi cái link vào đây để mình mở các bạn khác xem. Đây, đây nè. Của bạn Tô Hoàng Gia Bảo.tk nè, bạn nào mà nó hiện như vậy có nghĩa là thành công nè. Đó, nó hiện là cái hình đang xây dựng màu xanh dương nè. Là trỏ thành công nha. Cái trang này các bạn bấm Ctrl F5 á để mà nó xóa cái bộ đệm đi ha. Nhiều khi nó bị lưu két ở trên trình duyệt á, nó không có ra được, các bạn bấm Ctrl F5. Ctrl F5 nha. Ctrl giữ phím Ctrl F5. Ra giống như thế này là ok. Rồi, thấy có nhiều bạn trỏ được hết rồi nè.
À, cũng cũng còn ít ha, chưa có nhiều lắm ha. Em sale chắc nãy giờ chắc cũng mấy chục lần rồi anh. Được gì hết anh ơi. Em vào DNS checker, em nhập cái tên miền của em á, em search thử coi nó có ra check màu xanh dương xanh lá cây như thế này chưa. Nó dạ, có ra cái địa chỉ. Đã chưa luôn. Chưa. Nó ra rồi nhưng mà sao qua web nó lại không được anh ơi. À, tên tên web của em là gì để anh truy cập thử nha. Em đọc cái đường link web của em đi. Dạ đợi em gõ vào. Ủa anh ơi, còn em thì ngược lại á, em vô DNS checker thì đỏ hết nhưng mà em hiện cái cần cẩu màu xanh rồi. Có đỡ hả? Hoang mang quá vậy. Đâu bạn? Cái DNS checker đó em thấy nó xanh lần lượt á, ý là nó không có xanh một lần. Đúng đúng rồi, nó không xanh một lèo đó. À, em bắt đầu là có màu xanh xanh rồi đó anh ơi. À, ok vậy là được rồi đó. Xanh mà đúng cái IP của mình là ok á. Là từ từ sẽ ok. Xanh là bên US thì đây là chưa có nhiều. Bây giờ chỉ cần chờ đúng không anh? Đúng rồi, mình chờ thôi, mình rõ xong rồi mình chờ. Chờ, chờ. Em cũng đang hơi xanh xanh một vài, một chút chút xíu. À, cứ xanh xanh một cái là đã từ từ ok rồi đó. À, bạn nào lúc nãy nói cái tên miền, gõ cái tên miền đó mình. Em mới gõ rồi anh, em mới gõ. Rồi, thấy rồi. Đây. Duyên phạm của em nó cứ chấm tròn tròn xong có dấu chấm ở giữa thì nó như thế nào à? Chấm tròn tròn mà chấm ở giữa là sao? Nó không biết cái phần xong. Cái phần rõ của em nó có bị lỗi gì không mà nó. Nó hình tròn xong thì có một cái chấm ở giữa ấy. Tất cả mọi thứ đều như thế, không đỏ cũng chả xanh luôn ạ. Bạn phải search, bạn phải nhập tên miền vào xong bạn bấm em, search là nó ra ấy. Em nhập cái tên miền vào đây nè, rồi em bấm nút search nè. À, cái tên miền mà Duyên Phạm Market là nó đang màu đỏ ha, nó chưa có, chưa được ha. Chưa được, chưa được. Chứ nó là CNAME hay là ai ạ? Cái nào em? Cái này hả? Chữ A nha, chữ A nha. Bấm search. Oh my god. Cái chữ Duyên Phạm thấy trông lạ lạ, không biết có đúng chính tả không bạn ơi? Đây là như tên miệng của anh nè, Võ Thanh Duy .tk. Nó giờ đỏ hết, nó xanh đỏ hết rồi kìa. Nó xanh. Cái hồi nãy có một cái đỏ ở trên đó mà xanh rồi đó. Nó từ từ sẽ cập nhật. À. Nhưng mà phải ít nhất một cái màu xanh thì là đã chứng tỏ là mình rõ thành công. Ủa anh Nguyễn ơi, em xanh hết rồi, xong rồi nhập lại nó vẫn chưa ra được như cái cần cẩu ấy. Ctrl F5 thử em. Ctrl F5 thử. Hoặc là mở một trình duyệt khác. Mở ẩn danh thử xem coi được không. Cái này mọi người phải làm kiên trì ấy. Đúng rồi. Còn mấy cái dịch vụ mà trả phí á, ví dụ như tên miền mình mua tầm hồi đầu buổi mình có nói là tầm 33.000 á, thì mình trả phát là ok luôn á. Còn miễn phí thì phải kiên trì thôi, từ từ làm. À, có người mở ẩn danh nó ra là ok đó. Ừ, cứ check bên kia mở màu xanh đó là mình mở ẩn danh thử, còn không được thì mở trình duyệt khác thử. Thường thường á là mình lúc mà mình trỏ tên miền này nè là mình sẽ mở ẩn danh, cái mình tắt ẩn danh truy cập ok rồi mình tắt ẩn danh rồi mình làm tiếp. Alo, có thể nào quay lại cái phần trỏ nữa? em trỏ nó bị sai em mà sao nãy được? Rồi bây giờ anh trỏ lại ha. Đây nè, bây giờ xóa nè, xóa trở lại cho các bạn coi lại nè. Chỉ có 2 dòng thôi. Đây, xóa hết rồi ha. Bây giờ các bạn nhập vào. Đầu tiên là nhập cái tên miền của mình vào. Rồi cái kiểu là A. Cái ô target đó là nhập cái địa chỉ IP vào. Đó. Là một cái. Một dòng. Tiếp theo bấm vô cái dấu cộng more record dưới nè. Dòng thứ hai ha. Các bạn nhập vào là ba cái chữ W, ba chữ V kép á, hoặc qua web đó. Rồi cái kiểu là CNAME.
kiểu là CNAME ha. Rồi cái target á thì các bạn nhập cái tên miền của mình vào. Đó. Rồi bấm lưu, bấm save nè. Rồi mình chờ cho nó save ha. Hỗ trợ thời gì tí chứ. Trời sao nó nó lỗi luôn rồi. Truy cập nhiều quá mà. Nói chung là nãy giờ bị lỗi luôn. Thôi. Em cũng bị lỗi y như anh luôn rồi, mất hết luôn. Cái đó do mình truy cập nhiều lần quá cái lần vậy đó. Cứ từ từ mọi người. À, quay trở lại nha, quay trở lại coi nó có chưa. Hay mua 30.000 cho nhanh nha. Rồi, tạo lại nha. Mình bữa trước mình mua mấy cái thử, mấy cái chấm IDZ là làm phát là ok luôn. Đúng rồi, mua ở Việt Nam là nó nhanh lắm. Ủa mua như thế nào vậy anh? Bạn lên trang Mắt Bảo á. Mắt Bảo, Inet hoặc là Tino. Đây nè, đó đều mình làm lại được rồi nè. Đó, rồi kệ nó đi, theo được hai dùm co màu xanh lá cây là ok rồi. Cái này nó mất, kệ nó ha. Nhiều khi nó bị lỗi kỹ thuật, nó không hiện á, kệ nó. Mình rồi tiếp theo mình vào cái trang là DNS Checker. Mình check nó một cái, nhập cái tên miền của mình vào. Check nó thử coi. Đó. Coi nó có màu xanh không. Màu xanh một cái là được rồi, mấy cái khác nó sẽ từ từ nó màu xanh. Chỉ cần màu xanh lá cây một cái là ok ha. Cái khác chờ nó. Ví dụ như này nó đỏ nè. Ở bên Đức nó vẫn còn đỏ nè. À, những cái khác chờ nó ha. Rồi các bạn mở ẩn danh ra, các bạn biết mở ẩn danh không? Bấm phím Ctrl Shift N. Ctrl Shift N mở ẩn danh ra. Thì nó ra cái cửa sổ y chang luôn Google Chrome, nhưng mà cái này nó gọi là trình duyệt ẩn danh. Ctrl Shift N, rồi các bạn gõ cái tên miền của mình vào. Đó. Đây là gõ cái tên này đi. Đây nè, gõ cái của bạn Tô Gia, Tô Hoàng Gia Bảo gì nè. Rồi enter một cái. Lỗi luôn rồi. Bạn Bảo có chỉnh gì không vậy bạn Bảo? Sao rồi? Có đỡ ghê ha. Sao mà lỗi được ta? Ở đây em kiểm lại. Đâu để thử kiểm tra coi. Của bạn Bảo coi. Tô Hoàng Gia Bảo.tk đúng không? Tô Hoàng Gia Bảo.tk. À, thấy vẫn có xanh nè. Chắc bạn mới thao tác cái gì đó. Đây. Anh ghi thiếu chữ G của em. Tô Hoàng Gia Bảo chắc vậy. Em mới check lại được anh. Ok, có thể anh gõ sai. Bạn Linh Đà Lạt có rồi nè ha. Linh Đà Lạt có rồi. Mừng quá. Bạn An Bình.tk chưa? Em An được. Bình. Tôi tưởng là có rồi mà mới gõ lên chứ. An Bình.tk chưa được ha. Đâu thử check của bạn An Bình.tk coi. An Bình.tk. Đây nè, từ từ ha các bạn. Chỉ cần một màu xanh lá cây là ok rồi. Cái màu đỏ khác từ từ nó sẽ update ha. Nó sẽ từ từ cập nhật. Đừng làm gì hết á, cứ chờ thôi. Có tích vô cái refresh 20 giây đó kìa. Là tự động nó refresh sau 20 giây á. Cái lần sẽ check giúp mình cái đó luôn. Đó. Cái sau 20 giây cái refresh lại một lần là sẽ check giúp mình ok không. Đỏ hắn xanh tầm nữa cái đó là ok á. Bạn Nguyễn Phan Duy Tân được rồi nè. Bạn Thảo Lê. Thảo Lê được rồi nè. Hiền Anh. Ủa Hiền Anh sao có chữ T ta? Hiền Anh chứ hả? Anh ơi. Của em check xanh hết rồi nhưng mà em vào nó bị cái lỗi 403 ấy, là nó bị làm sao ạ?
403 là cái lỗi giống anh đúng không? Dạ. Không sao hết, là cái đó là được rồi đó. À vâng ạ. Chạy vào ơi, cho em gì chạy. Ơi. Dạ cái đuôi em tạo là chấm CF nhưng mà cái anh tạo cho em là chấm TK thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Vì em tạo em thấy cái record nó gây success hết rồi mà em check thì nó vẫn cứ màu đỏ. À vậy là anh tạo bị sai đó. Vâng. Lát nữa inbox cho anh để anh tạo lại cái đó ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. À tại vì nhiều người quá cho nên có thể là bị anh bị nhầm. Có bạn thì chấm TK, dạ. Có bạn thì chấm CF. Dạ anh ơi. Ơi. Dạ em vẫn chưa trỏ đồ với anh. Ý là em bấm sao change rồi nhưng mà một cái thì nó là successfully, còn một cái là nó cứ để hiện error hoài hả? Em bấm đi, em làm nhiều lần lắm rồi. Em làm theo cái cách mà anh chỉ luôn á. Ở trong cái freenom á hay? Dạ đúng rồi. Em nó có hiện hai dòng hay là nó chỉ hiện một dòng thôi? Dạ nó hiện hai dòng nhưng mà một dòng thì là thành công rồi, còn một dòng thì nó báo lỗi, nó nói là cái dữ liệu không có giá trị á, invalid value á. Em xóa cái dòng lỗi đi, em xóa cái dòng lỗi đi, em tạo lại ở dưới này. Em xóa cái dòng bị lỗi em tạo lại ở dưới này rồi em bấm lưu lại ha. Bấm lưu lại ở đây. Cái dòng lỗi của em là dòng gì? Dòng A hay là dòng CNAME? Dạ dòng A. Dòng A thì em tạo lại ở dưới này là nhập cái tên miền nè. A nè, rồi cái target là cái địa chỉ IP nè. Dạ dạ. Rồi em bấm lưu lại là dạ, nó sẽ tạo lại ha. Rồi. Dạ cảm ơn. Bạn Lily Vegan được rồi nè. Lộc Phát được rồi nè. À, cũng nhiều bạn được rồi đó. Cái trỏ DNS này nếu mà dùng cái dịch vụ DNS của nước ngoài như là cái Freenom á, thì chúng ta chờ ha, chờ đợi cũng không có lâu đâu, khoảng 24 tiếng thôi. Thông thường là từ 24 tới 48 tiếng, nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn thấy là trỏ nó vài giây là nó xong rồi. Thử cái trang lovedc.tk nè, lovedc.tk là được rồi nè. Được xanh lá cây một số cá, là một số cái màu đỏ thì chúng ta chờ ha. Cái nào chỉ cần một cái màu xanh lá cây là được rồi, những cái màu đỏ khác thì chúng ta chờ thôi, đừng có làm thao tác gì hết á, đừng có thao tác bất kỳ gì hết ha, chúng ta cứ chờ thôi. Thử mở cái lớp DC của bạn rồi chưa được ha, chúng ta cứ chờ thôi. Rồi bây giờ thử cái của mình có được chưa ha. Rồi của mình xanh hết rồi, ok rồi, thử truy cập coi nó có ra cái gì không ha. Rồi, nó ra, một là nó ra cái hình xây dựng, hai là nó ra 403 như thế này là ok. Rồi, bây giờ tạm thời giả sử với các bạn xong rồi ha, chúng ta chờ chút xíu đi, mình sẽ làm tiếp. Nó không ảnh hưởng gì hết đó, các bạn cứ chờ cho nó trỏ đi. Chúng ta sẽ làm tiếp cái bước là cài đặt WordPress. Đúng rồi, load ra cái cần cẩu là đúng rồi đó. Của anh là tại vì cái anh có cài WordPress trước đó rồi cho nên nó không có còn cái cần cẩu nữa. Rồi các bạn em khác. Ơi. Alo. Em ơi, ở bên kia của em nó là thành công rồi mà sao bây giờ nó vẫn đỏ hết cả cây mà em chờ một lúc luôn rồi. Báo thành công 2 dòng luôn hả? Thành công 2 dòng luôn phải không? Đúng rồi ạ. À, tên miền của em là gì đâu, anh check thử xem ha. Đây để em gửi cho anh. Của em nó xanh nhiều lắm rồi anh, nhưng mà vẫn vô không được, thì em đợi ha anh hả? Đúng rồi, mình cứ đợi thôi, đừng làm thao tác gì hết, mình cứ đợi thôi ha.
cái này nó bị đỏ hết nè, nó chưa có cái nào xanh hết là chưa được. Mình tạo lại cái chỗ Freenom á, cấu hình DNS bên Freenom á. Bạn Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo đúng không? Thảo Trang WordPress, Nguyễn Thị Phương, Phương Thảo Trang hả? Thảo Trang WordPress nè. Em cấu hình lại cái bên Freenom ha. Xóa hai cái dòng cũ đi, tạo lại ha. Rồi ạ. À, rồi bạn Hoàng Quân nè. Em được rồi anh ơi, mừng quá. Ok. nhiều bạn được rồi phải không? Ok ha. Bạn nào chưa được thì cứ bình tĩnh nha, mình cứ từ từ thôi, không có gì cả. Này chưa được nè, cái này của bạn nào đây? Linh Huyền.tk chưa được nè. Sống Thảnh Thơi chưa được luôn ha, Sống Thảnh Thơi.tk chưa được luôn. Bóng Halogen được rồi nè. Rồi, ok. Nói chung là nhiều bạn được rồi đó, thì mình đi tiếp nha. Các bạn cứ tạo lại thôi, rồi mình vào cái trang là DNS Checker. Đây nè, các bạn lưu lại cái trang này nha. Lưu lại cái trang này. À, để mình post lên cái group của mình luôn. Group Facebook của mình á. Để các bạn không có bị quên. Các bạn đã xóa tạo lại 3 lần rồi, nhưng mà check thì vẫn đỏ. Mình tạo lại xong rồi cái mình chờ ha, mình check xong mình nó vẫn đỏ thì mình chờ tí đi rồi mình check lại, đừng có vội tạo lại nha. Tạo tới tạo lui một hồi cái tại vì nó chưa cập nhật á thì nó vẫn là đỏ, cho nên là mình cứ kiên nhẫn mình chờ chút xíu ha, chờ khoảng 2-3 phút gì đó, 2-3 phút 3-4 phút á rồi mình check lại một cái. Rồi nhiều bạn đã được rồi đúng không, mừng rớt nước mắt ha. Thì nãy em là ok rồi mà giờ load lại thì lại không được nữa. Là sao? Rồi. Giờ tắt nha, tắt nha. Rõ xong rồi thì tắt đi, không cần cái Freenom nữa, tắt luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái notepad của mình. Rồi tiếp theo á là mình sẽ cài WordPress. À, quên, cái số 4 là cài WordPress. Cài đặt WordPress. Để cái cài này nhanh thôi. Nó chỉ mất 30 giây của các bạn, 15 tới 30 giây thôi. Đó. Đây, mình sẽ mở cái slide nha. Các bạn nhìn trên màn hình nha. Đây, cài đặt WordPress á, thì chúng ta có hai cái cách. Một á, là chúng ta cài tự động, là sử dụng cái Shopticulous có sẵn ở trên cái trang quản trị hosting. Thì cách này chỉ tốn khoảng 15 tới 30 giây thôi. Nó không có lâu như là các bạn rõ tên miền đâu, các bạn cài là các bạn xong luôn á. Rồi cái cách thứ hai là cái cách thủ công, là các bạn phải làm các cái bước là tải mã nguồn nè, rồi upload mã nguồn, rồi giải nén mã nguồn, tạo cơ sở dữ liệu tùm lum la hết. À, nói chung là cách thứ hai là mình show ra để các bạn biết thôi ha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tự động cho nó nhanh. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái trang quản trị của mình ha. Cái Direct Admin này nè. Cái này là trang quản trị hosting nha. Trang quản trị hosting. Rồi. Các bạn quay trở lại cái trang này đi. Bạn nào lỡ tắt rồi thì mở cái mail đăng nhập lại ha. Thì nó sẽ ra cái trang này. Rồi các bạn kéo xuống cuối cùng á. Rồi kéo xuống cuối cùng á. Nó có cái chữ là cái gì? WordPress đây nè. Các bạn thấy không? Rồi các bạn bấm vào ha. À, mình bị rớt mạng rồi, trang này mình đăng xuất lâu quá, mình đăng nhập trở lại đó.
chờ chút xíu để mình đăng nhập lại nha. Có bạn nào đăng nhập không được không? Có em à. Nó đứng ở ngoài. Không lát luôn. À. Có lẽ là phải thoát ra vào lại thì mới được. Các bạn khác cũng đăng nhập không được luôn đúng không? Hay là do bọn mình vào nhiều quá nặng nghẽn mạng sao? Ừ, cũng có thể bị nghẽn mạng á. Để mình nhờ kỹ thuật nó check ha. Ơi, vô được rồi, nó bị nghẽn lắm mà. Mừng quá. À, các bạn vào được chưa? Em chưa. Chưa anh ơi, để em vào lại. À, vào lại nha, vào lại là được nha. Bạn Hòa anh Hồ được rồi nè. Dạ chưa anh ơi. Mình tắt cái tab đó, mình đăng nhập lại là được ha. Rồi, có bạn được, có bạn không vậy ta? Bạn Duy Tân được rồi, Thảo được rồi. Bạn Ngọc Tiên Võ được rồi, bạn Đức Tính được rồi. Các em bạn... vô tới bước, em đăng nhập xong rồi, rồi em chọn một tab nữa mà nó bị em bị đá ra luôn á. Em tắt cái cửa sổ này đi, xong rồi cái em vào cái email em bấm lại cái đường link á, em đăng nhập trở lại thử xem được không? Em bị lỗi 502 rồi, chắc bị dăng ra quá. Ừ, có thể đang bị lỗi đó. À, nó cũng hơi quay đúng không? Nó vào được rồi nhưng mà nó không có truy cập được các cái gì hết. Lỗi 502 rồi. Đây luôn rồi anh ơi, bao giờ là không vào được luôn. À, các bạn chờ chút xíu nha, chờ chút xíu để bên kỹ thuật nó đang check, chờ chút xíu nó đang check nè. Vậy Gia Linh là trắng bóc luôn hả? Nó phải có chữ chứ, nó phải có báo lỗi gì ở đây chứ. Các bạn chờ chút xíu nha. Bạn sống thảnh thơi đúng không? Rồi để check cho bạn sống thảnh thơi có được chưa? Sống thảnh thơi thấy xanh lá cây hết rồi nè. Nè, vô được cái thấy cần cẩu rồi nè. Linh Huyền.tk
các bạn có thể tự check ha, vào DNS checker mình có gửi link ở trên group Facebook của lớp á, linhhuyen.tk. À, linhhuyen.tk được rồi nè, đó cũng ra cần cẩu luôn rồi nè. Rồi bạn Nguyên Vũ CF.tk. À, Nguyên Vũ CF.tk thì chưa được nha. Rồi, để check cho bạn này coi. Bạn này chưa được nè. T-I-U, không biết đọc sao luôn, T-I-U-men.tk chưa được. Để chờ, chờ coi kỹ thuật nó phản hồi gì chưa nè. Chưa thấy. Thầy ơi, cho mình hỏi cái chỗ ban đầu ở cái chỗ My Phenom ấy, mình bị miss cái thông tin làm thế nào để tạo ra hai cái dòng để cho vào vào host. À. Đây. Mình đang ở ở cái chỗ My Phenom. My domain. Rồi. Bạn thấy trên màn hình không? Đây nè, nó sẽ ra cái trang này đúng không? Rồi, xong rồi bạn sẽ bấm vô manage domain ở đây. Bấm vô manage domain ở đây. Manage domain. Đúng rồi. Rồi. Bấm vô đây. Rồi bấm vô cái tab cuối cùng, manage freenom DNS. Wow. Mình bấm vào cái này và nó lại bắt đăng nhập lại, chờ mình một chút. Rồi. Target là cái dãy số IP đúng không ạ? Đúng rồi. Target đầu tiên là cái dòng là name á, thì nhập vô cái tên miền của mình. Đó. Rồi. Cái kiểu là A, target là cái dãy IP của mình. Rồi. Rồi, cái thứ hai á, là ba cái chữ W. Ba chữ W kép á, hoặc web web á. Cái kiểu là CNAME. Cái kiểu là CNAME, cái target là cái tên miền của mình. Đó, chỉ có hai cái này thôi ha. Đây, chụp cái màn hình lên cho các bạn, gửi trên group luôn ha. Để lưu lại lỡ các bạn quên. Rồi, mình có chụp cái màn hình cấu hình DNS ở trên group của mình rồi. Bạn nào quên thì bấm vào đây để xem lại ha. Mình đang bị một dòng xanh, một dòng đỏ. Để mình xem lại. À, dòng nào màu đỏ thì bạn xóa cái dòng màu đỏ đi rồi mình tạo lại cái dòng đó thôi là được. Vâng.
Trong lúc chờ đợi kỹ thuật kiểm tra thì các bạn có thể tranh thủ mình đi giải lao 15 phút đi, xong rồi mình quay lại ha. Mình vẫn để cái màn hình Zoom ở đây ha. Mình đi giải lao 15 phút đi, mình quay lại. Bây giờ là 9:42 rồi. Mình giải lao cho tới 15 phút là tới, cho tới 10 giờ đi rồi mình quay trở lại ha. Anh ơi cho em hỏi một chút là bạn em ấy hôm nay muốn đăng ký học thì còn kịp nữa không ạ? Hôm nay thì vẫn kịp đó. Em nhắn, em nói bạn là nhắn lên cái fanpage của ABCDG ấy, hoặc là em inbox trực tiếp cho anh Đức. Anh Đức sẽ hỗ trợ bạn em vào ha. Ôi, cảm ơn anh ạ. Rồi, ok. Lớp của mình đông quá cho nên cái hosting nó bị quá tải. Các bạn chờ kỹ thuật chút xíu thì nó sẽ hỗ trợ cho mình. Anh không có nghe cái em nói, hình như mic bên em nó bị rè hay bị sao, anh không nghe được. Chưa nghe được. Bạn nó đâu mất tiêu rồi. Em rút cái mic ra em cắm lại thử coi, anh chưa có nghe được. Dạ bây giờ nghe được chưa ạ? Được rồi, được rồi. Dạ anh ơi cho em hỏi là khi mà em check bên cái MD, cái mà DNS ấy thì nó đỏ, nhưng mà khi mà em bấm ra cái tên miền của em nhập vào thì nó ra cái hình xây dựng, thế là đã được chưa ạ? Em gửi cái link anh coi thử ha. Gửi cái link anh coi thử. Gmail.tk lúc nãy anh check nhưng mà anh bảo là vẫn đỏ, vẫn chưa được ấy ạ. Rồi nãy em bị đỏ mạng á. Rồi cái đoạn mình làm cái này đúng không? Dạ vâng ạ. Ok, để đâu anh ạ? Không phải. Đúng rồi anh ạ. Đúng ta, màn hình mờ quá em không nhìn rõ ạ. Gmail.tk ạ. Em nó chỉ được có một góc. Của em chỉ có được một hoặc hai cái xanh thôi ạ. Còn lại đúng rồi. Nó đỏ hết. Mình cứ chờ thôi ha. Một hai cái xanh là được rồi. Chỉ cần một cái xanh là được rồi. Từ từ nó sẽ update mấy cái còn lại. Anh vào thì vẫn chưa được đâu. Tại vì nó chưa có xanh hết các cái còn lại đó. Dạ vâng ạ. Nhưng mình mà tại em vào của em nó lại được anh ạ. Nó lại ra cái cầu đó rồi ạ. Nếu bên em được rồi thì ok. Bên anh thì vẫn chưa được. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn ạ. Ok. Dạ, hồi nãy em bị rớt mạng á, là làm xong web á, xong sao nữa anh? Làm xong. Bây giờ đang chờ. Là mình giờ tạo đang xong chờ. Web. Em tạo được tới đâu rồi? Tạo xong cái miền rồi. Cái rồi. Vô được. Em vô thấy cái cần cẩu chưa? Em truy cập cái tên miền của em thấy cái cần cẩu màu xanh chưa? Dạ rồi ạ. Ok rồi, nếu em được rồi thì em chờ lát anh hướng dẫn tiếp ha. Dạ. Yeah. Rồi. Giờ mình nghỉ giải lao cho tới 10 giờ rồi mình học tiếp nha. Trong khi chờ đợi kỹ thuật nó check cái host của mình. Anh Duy ơi, mình đăng nhập vô Subtaculous được rồi. Bây giờ mình install cái WordPress now luôn ha, để chút nữa khỏi giảm tải cho mấy bạn nhé. Khoan, chờ chút xíu nha, lát nữa mình hướng dẫn sau. Anh ơi, cho em hỏi là em vô cái shop Taculus xong rồi đứng ở đó đợi chút, đợi xíu nữa anh giải anh. Đúng rồi. Có làm là chưa làm, chưa đụng intone gì hết đúng không? Đúng rồi, chưa đụng gì hết. Em cứ để đó đi, lát anh hướng dẫn sau. Dạ. Rồi mình nghỉ giải lao chút xíu nha. 10 giờ quay trở lại nha các bạn.
Quay trở lại cả nhà ơi. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp nha. Rồi, mình share lại màn hình nha. Rồi, bạn nào thấy màn hình thì comment số 1 nha. Rồi, được rồi, khỏi comment nữa ha. Được rồi. Rồi, bây giờ quay trở lại cái trang quản trị hosting của mình. Đây các bạn thấy, đây là cái giao diện của Direct Admin. Ở Việt Nam thì nó có hai cái bảng quản trị mà thường dùng á, là Direct Admin và cPanel. Direct Admin và cPanel. Đây là hai cái bảng quản trị thường sử dụng ha. Các bạn sẽ thường thấy ở các cái nhà cung cấp hosting ở Việt Nam. Ở đây là cái Direct Admin, là một trong hai cái đó. Rồi bây giờ để cài WordPress thì chúng ta kéo chuột xuống nè. Các bạn bấm vô cái chỗ là WordPress ở dưới cuối cùng nè. Các bạn thấy không? Rồi bấm vô đây. Thì nó sẽ truy cập vào cái trang là Shopticulous. Đây là một cái module của cài vào cái Direct Admin để chúng ta cài WordPress cho nó dễ ha. Chỉ mất khoảng 15 giây là chúng ta cài xong WordPress rồi. Đó. À, chỉ có còn cái bước mà trỏ tên miền thì nó hơi lâu tí thôi. Các bạn chờ ha. Rồi. Chúng ta quay trở lại nè, các bạn bấm vô cái chỗ là bạn nào không thấy cái màn hình này thì các bạn rê chuột ở bên tay trái, các bạn kiếm cái chữ là blog nè. Các bạn bấm nó sổ xuống nè, rồi các bạn bấm vào WordPress thì nó sẽ ra. Đó, thì nó cũng sẽ ra đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống, các bạn bấm vô cái nút là install now ở đây, install now ở đây. Cài đặt ngay á, chúng ta bấm vào. Rồi. Ở đây nè các bạn để mặc định ha. Cái HTTP nè, mình để là HTTP nha. Đừng có chọn HTTPS nha, mình chọn là HTTP. Rồi, cái tên miền của mình là cái tên miền của các bạn đang đang có ở trên host đó. Đây là cái tên miền mà mình tạo sẵn cho các bạn khi mà tạo host cấp cho các bạn đó, thì nó sẽ có cái tên miền chính ở đây. Rồi. Kéo xuống cuối à. Ở dưới này cái username nè, với password nè. Rồi ở đây các bạn đặt username là admin đi, password là admin luôn đi. À. Đó, vậy cho nó dễ ha. Mình đang học cho nên là mình đặt cho nó dễ nhớ đi. Sau này khi các bạn làm thực tế thì các bạn hoặc là các bạn cài đặt xong rồi sau các bạn có thể vào các bạn đổi mật khẩu xong. Bây giờ mình cứ tạo admin vậy đi cho nó dễ ha. Để không các bạn tạo mật khẩu phức tạp quá đó, các bạn qua các buổi sau thì các bạn quên mật khẩu, các bạn không nhớ, các bạn đăng nhập không được. Rồi. Kéo xuống cuối cái chỗ admin email thì các bạn nhập cái email của các bạn vào. Đó, nhập cái email của mình vào. Rồi. Rồi kéo xuống cuối nữa nè. Ngôn ngữ chúng ta chọn là tiếng Việt nha. Các bạn bấm vô đây. Rồi các bạn kéo xuống cuối cùng. Chọn là Việt Nam Mi. Rồi để mà chúng ta xài ngôn ngữ tiếng Việt ha. Không sử dụng tiếng Anh. À, chọn tiếng Việt học cho nó dễ. Rồi. Xong rồi. Các bạn chỉ việc kéo xuống cuối cùng. Và các bạn bấm vô cái nút là Install ở đây. Install ở đây. Rồi. Quay trở lại nha. Bây giờ mình làm lại nè. Rồi cái. Cái admin ơi. Email là mình nhập email cá nhân của mình ha anh à? Chính xác, nhập email của mình vào. Rồi, nói lại cái chỗ này từ đầu cho các bạn xem nè. HTTP xuyệt xuyệt nha. Rồi, cái tên miền của mình. Rồi, kéo xuống. Chúng ta cái username chúng ta nhập là admin, mật khẩu là admin. Rồi là cái tài khoản admin website của mình á. Tạm thời chúng ta đặt vậy cho nó dễ nhớ ha. Rồi cái admin email chúng ta nhập cái email của mình vào đây. Nhập email của mình vào đây. Email của các bạn đó, cái Gmail của các bạn hay dùng á. Rồi cái ngôn ngữ đó, chúng ta chọn là Vietnamese. Bấm vô đây nè, kéo xuống cuối cùng. Nó sẽ có là Vietnamese, là tiếng Việt á. Rồi, xong rồi. Kéo xuống cuối cùng, bấm vô install để cho nó cài ha. Sao mình vô được cái chỗ này à? Khoan từ từ, mình đang cài đặt rồi. Chờ chút xíu ha, mình hướng dẫn lại. Các bạn vào Direct Admin á, lúc nãy bạn không kịp thấy hả? Dạ, em bị. Mình vào Direct Admin chưa?
đăng nhập vào direct admin, bằng cái link ở trong cái email mà mình gửi cho các bạn á. Ủa anh Duy ơi, lúc mà nó đang cài á, mà nó báo là bị disconnect á, thì mình F5 mình cài lại anh. Đó đó, như cái lỗi anh vừa mới bị luôn nè. Rồi khoan khoan chờ chút xíu nha. Chờ chút xíu. Rồi bấm OK xem. Thầy ơi. Ơi. Cái tiếng với cái hình của thầy nó bị delay á, nên là khi mà thầy trỏ hay là di chuột đến đâu thì bọn em không thể nhìn được ạ. À, nó không có đồng bộ hả? Nó bị chậm hả? Dạ đúng rồi, cái hình nó bị delay sau mấy giây á. À, OK, vậy để nói lại từ đầu ha. Dạ, dạ anh cảm ơn. Cái direct admin của mình nó đang bị đứng á, đang báo với kỹ thuật để mà nó kiểm tra, thì cái này không biết là bị cái gì, các bạn chờ chút xíu nha. À, để chụp hình nó bị lỗi màn hình 502 rồi.
Các bạn vẫn còn vào được không? Không vào được ạ. À? Dạ không thầy. Anh đang bị đơ rồi, bị treo rồi. À, chắc hôm nay mình nghỉ sớm ha, để mình check lại cái hệ thống hosting với cái bên nhà cung cấp xem sao. Rồi bữa sau mình sẽ học tiếp ha. Ok, chứ bây giờ cái host nó bị treo á, chúng ta không vào được. Rồi, chắc hôm nay mình nghỉ sớm đi. Để anh chat với bên kỹ thuật coi cái nó support như thế nào ha, để họ hỗ trợ mình. Rồi. Dạ. Rồi ok. Rồi, goodbye mọi người nha. Tạm biệt. Chào thầy ạ. Rồi. Bye thầy, good night. Rồi, bye bye. Bye bye mọi người. Ok, bye thầy. Rồi.